Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn bốn đang ảm đạm trong lúc này đây đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhân gian bắc cương trước khi trận chiến huyền vũ bắt đầu tạ lưu vân đã chỉnh đốn quân đội tiến về phía bắc giây phút này cảm nhận được ý chí của côn càng lúc càng suy yếu tạ lưu vân cùng đại quân triệu binh của mình lập tức dừng bước rút kiếm hết lên bắc minh có cá tên gọi là côn quy khư núi bất châu tôi trực tiếp nhấc cờ chiêu hồn trong huyền quan lên dùng thần niệm hóa thành một cây bút khổng lồ to bằng thanh xà viết lên lá cờ tám chữ Bắc Minh có cá, tên gọi là côn. Chúng sinh chăm họ trên khắp quy khư cùng đệ tử ma đạo của tôi đều hướng về Bắc Cương mà hét. Cự Long giận dữ chừng mắt, Kỳ Lân phẫn nộ gầm lên, Nguyên Phượng kêu dài một tiếng. Tiếng hò hét đến từ nhân gian đã lan tới, kích thích ý chí đang ẩn sâu trong linh hồn của côn. Giây phút này đây, ông cảm nhận được không phải chỉ có một mình bản thân đơn độc tham chiến. Ông không phải là một côn cô độc ẩn nấp trong Minh Hải đằng sau ông giờ đây còn có chúng sinh trong khắp tam giới, những người có vận mệnh tương liên với ông. Ý chí như sóng chiều, lại một lần nữa phun trào. Dòng thác hủy diệt của đại quân huyền vũ theo ý chí dâng cao của côn liền trực tiếp bị sụp đổ ly tán, sau đó đảo ngược lại quét qua bầu trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi trong không trung, không biết bao nhiêu chiến binh thần thú trong cực quang tinh hải phải chịu phản phệ, con số tử thương khó mà đếm được. Linh xà nhìn thấy tình thế không tốt, vội vàng muốn co thân rút lui, thế nhưng lại bị ý chí của côn bổ mạnh xuống phải giáp là tả như mưa thân rắn nghìn lở trăm hồng côn thành công thoát thân lặn xuống mặt nước nước biển rất nhanh liền yên bình trở lại mặt biển êm đềm không một gợn sóng thế nhưng trong lòng huyền vũ không cách nào bình tĩnh nổi nó biết rõ thứ chờ đợi nó dưới mặt biển kia là gì từ trước tới giờ chưa từng có ai nhìn thấy côn ở hình dạng hoàn chỉnh hôm nay nó sẽ tận mắt chứng kiến không những vậy còn phải nếm trải cái gọi là không chết không dừng linh 1306, Huyền Vũ xuống biển. Đạo Tàng đã đánh giá thấp Huyền Vũ, còn thiên đạo đã coi nhẹ Côn. Khi xưa Côn vừa xuất thế đã đảo lộn âm dương, ngay cả thiên đạo cũng bị sức mạnh nhân quả kéo vào vòng luân hồi. Đáng tiếc, lúc đó thiên đạo chỉ nhận thức được nhân quả mà lại bỏ qua thực lực của Côn. Hàng nghìn năm sau đó, Côn đã không còn là con cá lớn trong biển cả vô tận bị mấy lời dối gian của ông ta đánh lừa nữa. Kinh nghiệm thực chiến của Côn bị thiếu hụt. Người du hành giữa hai cõi âm dương như ông vốn dĩ đã chẳng có kẻ địch trời sinh, lại cũng chẳng có kẻ nào dám tấn công với ông ấy. Trận chiến với Huyền Vũ là trận đầu tiên của Côn, vì vậy mới có biểu hiện ý chí không kiên định, tinh thần suy sụp như vậy. Nếu so sánh với trận chiến trên núi Côn Lôn vốn chỉ liên quan tới kiếm đạo, không ảnh hưởng gì tới sinh tử, trong khi chỉ có những trận chiến sinh tử mới có thể tôi rèn tâm thức, tạo ra chiến hồn bất tử. Khoảnh khắc ý chí của Côn trở nên suy yếu, tâm ma trong người ông cũng đang sinh sôi chúng sinh trong khắp nhân gian đồng tâm hiệp lực giúp côn chặt bỏ tâm ma, cũng là giúp côn cuối cùng đã thể hiện được hình thái tối thượng của mình trong tư thế mạnh mẽ nhất. Linh xà sau khi trọng thương liền quay về tinh hải, rất nhanh đã hồi phục trở lại. Quy xà là một thể, chiến lực của huyền vũ rất mau đã quay lại cảnh giới đỉnh cao. Chiến lực hồi phục khiến thần thú huyền vũ một lần nữa lấy lại sự tự tin. Nó là một trong số tứ linh thần thú, là vạn pháp chi tông, chúng diệu chi tổ một. Một vạn pháp chi tông, chúng diệu chi tổ, là cái nôi của vạn pháp, là nguồn gốc sinh ra mọi điều huyền diệu. Đại quân thiên khiển dưới chướng nó trong vũ trụ hư không là bất khả chiến bại, không biết đã hủy diệt biết bao hành tinh, trước nay chưa từng có đối thủ. Ngay cả những bậc chí tôn có sức mạnh cường đại từ thời vương quốc cổ đại còn lưu lại cho tới nay cũng khó thoát khỏi sự sát phạt của đại quân thiên khiển, mà bậc trí tôn đã từng bị huyền vũ tự tay bóp chết cũng không chỉ có một người. Trong vương quốc của thiên đạo, sức mạnh của huyền vũ chỉ xếp sau hai vị thiên tử mặc dù sát cục vừa rồi chưa thể tiêu diệt được côn thế nhưng huyền vũ tin rằng nguyên nhân của chuyện này là do nó chưa dốc toàn lực ra tay côn sinh ra tại vị diện thế giới nhân gian còn nó sinh tại vũ trụ hư không trong mắt huyền vũ nhân gian chẳng qua cũng chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ hư không trong vũ trụ còn có hành tinh khác to lớn vĩ đại hơn nhiều nó đã chứng kiến cũng từng hủy diệt sự tự tin của huyền vũ ngày càng cao tinh thần chiến đấu của nó cũng ngày càng trở nên điên cuồng và không ngừng tăng lên nó hấp thu toàn bộ sát khí quân uy của đại quân vào trong bụng, lại nuốt chửng toàn bộ năng lượng tinh tú bên trong cực quang tinh hải. Huyền vũ phun ra, nuốt vào nhật nguyệt. Sau khi năng lượng tinh tú bị huyền vũ nuốt sạch, toàn bộ cực quang tinh hà trong nháy mắt liền mất đi ánh sáng rực rỡ, bầu trời tối đen như mực. Đại quân thần thú ẩn nấp trong bóng tối, khiến sát ý trên màn trời càng trở nên nặng nề. Đương nhiên, sát ý khủng khiếp nhất đang tỏa ra từ bản thân huyền vũ. Trong tứ linh, Huyền Vũ thiên về tính, Chu Tước thiên về động. Một Huyền Vũ im lặng ẩn nhẫn so với lúc hóa thành cửa quy, linh xà chủ động tấn công còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mặt biển bên dưới vô cùng an tĩnh, bầu trời tối đen như mực bên trên cũng im lặng không kém. Thời gian đang trôi đi, bóng đêm dường như kéo dài bất tận, màn đêm dường như đông đặc lại ở nơi này. Hai bên đều đang đợi, Huyền Vũ không có động tính gì, bản thân nó ở vị trí bất khả chiến bại, nó muốn đợi côn lao ra khỏi mặt biển. Thế nhưng côn dường như đã biến mất dưới màn nước kia, khí thức mỗi lúc một mỏng manh, cuối cùng, huyền vũ không còn cảm nhận được sự tồn tại của côn nữa. Một kẻ to lớn vĩ đại như vậy không thể nào cứ thế biến mất được, huyền vũ trong lúc nghi hoặc bỗng nhiên chợt nhớ tới một chuyện. Trong truyền thuyết, côn có thể du hành giữa hai cõi âm dương, cũng chính bởi vì điều này, trên trời dưới đất chưa từng có ai tận mắt chứng kiến dung nhan thật của côn, ngoại trừ thiên đạo. Giờ đây côn biến mất trong hư không, liệu có phải ông ta đã lén quay về u minh giới? sự nghi ngờ vừa xuất hiện, trong lòng huyền vũ lại một lần nữa mất đi bình tĩnh. Nó cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chờ đợi như thế này, thiên đạo giao cho nó sứ mệnh đánh trận mở màn, nó nhất định phải làm gì đó. Càng huống hồ chu tước, thanh long, bạch hổ ba đại linh thú vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó. Huyền vũ quyết định chủ động xuất kích, nó không hề sợ đánh nhau dưới nước, bởi vì huyền vũ ở phía bắc, bắc thuộc quý thủy. Chữ huyền trong huyền vũ đại diện cho phương bắc, cũng tượng trưng cho quý thủy, cũng như chu tước đại diện cho phía nam, đồng thời cũng tương liên với ly hỏa. Đối với Huyền Vũ mà nói chiến đấu trên biển so với trên không trung càng có lợi thế. Nghĩ đến đây, Huyền Vũ bắt đầu lao xuống dưới. Bóng đêm đã che giấu thú thân to lớn khổng lồ của Huyền Vũ thật hoàn hảo, linh xà náu trong mai rùa, khí tức thần niệm cũng bị giấu đi. Huyền Vũ đã tiến vào trạng thái bế khí, dưới trạng thái này, không một ai có thể khóa được khí cơ thần niệm của nó. Vô thanh vô tức, bóng đêm đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng cũng nuốt sạch toàn bộ thần niệm cảm thụ được, không một ai chú ý tới huyền vũ đã lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi cực quang tinh hải. Huyền vũ có thể thu lại toàn bộ khí tức thần niệm trong bóng đêm, thế nhưng một khi nó tiếp xúc với nước biển thì côn nhất định có thể cảm nhận được. Cho dù nó có cẩn thận đến đâu thì khi thú thân to lớn khổng lồ như vậy va chạm với biển tất sẽ dẫn tới tiếng vang thật lớn. Thế nhưng huyền vũ chẳng hề sợ hãi điều này, sau khi nuốt chứng toàn bộ sức mạnh tinh tú trong cực quang tinh hà, nó đã luyện hóa chúng đem giấu vào trong mai, huyền vũ của hiện tại không kẻ nào dám động vào. Huyền vũ xuống nước, giải phóng thần niệm bắt đầu truy tìm khí thức của côn, thế nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Trong lòng huyền vũ bắt đầu nổi lên bão tố, bởi vì hành động hèn nhát của côn mà thấy phẫn nộ. Cũng không phải chỉ mình côn mới có thể trốn vào u minh giới, huyền vũ cũng có thể mở rộng thần niệm của mình trải dài tới tận nơi này, bởi vì quỷ thuộc M, M thuộc Thủy, huyền Thùy có thể thông đến cõi âm. Huyền vũ vô cùng cẩn thận dùng thần niệm của mình thăm dò minh giới, muốn tìm được tung tích của côn ở chỗ này. Thế nhưng đúng lúc thần niệm của nó vừa xuất hiện, ngay lập tức liền bị một cỗ kiếm ý khổng lồ cuồn cuộn ngăn lại. Chỉ cần nó tiến thêm một bước, ngay lập tức sẽ bị cỗ kiếm ý này chặt gấy Huyền Vũ cảm nhận được sức mạnh lục đạo luân hồi từ trong luồng kiếm này, khiến nó tiến lùi đều không được. Sức mạnh lục đạo luân hồi duy trì sự vận hành của nguồn năng lượng nguyên thủy trong nhân gian tam giới, Huyền Vũ cho dù có lớn mạnh đến đâu cũng không dám một mình chống lại sức mạnh của toàn bộ lục đạo luân hồi, bởi vì nó không dám chắc người phụ nữ ở MT này liệu có liều mạng đấu với nó hay không. Quan trọng nhất là, Châu Khất chết tại MT, không những thế còn mang theo mai của nó mà chết. Huyền Vũ do dự, cho dù biết rõ Côn đang ở U Minh giới, nó cũng không dám tiếp tục đi sâu thăm dò thêm nữa, huống hồ cho dù tìm được rồi thì nó còn có thể gì. Chính trong lúc Huyền Vũ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, trong lòng nó đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu, lửa giận sau đó điên cuồng thiêu đốt toàn thân nó vội vàng thu hồi thần niệm khỏi minh giới, ngay lập tức từ trong biển bay lên. Nước biển bởi vì hành động của côn mà trào dâng sóng to gió lớn, thế nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa giận trong lòng huyền vũ. chương 1307, lại gặp biến cố một. Lúc huyền vũ lặn xuống biển, côn nhanh chóng đảo ngược âm dương trốn vào u minh giới. Khi thần niệm của huyền vũ truy đuổi đến u minh giới, côn chấp thời cơ phóng người lên khỏi vùng biển MT, bay xuyên qua kết giới u minh của MT, rồi quay ngược về cửu thiên côn vừa xuất hiện ở cửu thiên thân thể khổng lồ che phủ kiến hết cả bầu trời người xưa có câu tại bắc minh có một con cá lấy tên là côn cơ thể của côn vô cùng to lớn đến mức cái bóng của nó che phủ cả ngàn dặm khi côn chính thức xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ đã khiến chúng sinh chấn động toàn bộ nhân gian tam giới đều đang hướng mắt về phương bắc tròm sao tinh tú giáng xuống bao trùm bầu trời bắc cực nhưng kết quả nó vẫn bị cái bóng khổng lồ của côn che khuất lúc này màn trời vẫn còn tối đen như mực không khí âm u nặng trĩu. Lúc côn phóng thẳng lên cửu thiên, một lốc xoáy năng lượng màu đen khổng lồ bất ngờ lộ ra, nó nhìn trông giống như ý chí thế giới mà tôi từng thấy ở quy khư, nhưng nó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với cái lần trước. Ngay khi vừa thành hình, cơn lốc xoáy đã bắt đầu nuốt chửng cực quang tinh hải bên dưới. Sức mạnh tinh tú trong tròm sao cực quang đã bị huyền vũ hấp thụ hết, chỉ còn lại khiển quân của thần thú huyền vũ cùng những mảnh vụn thiên thạch bay lơ lửng trong tinh hà. Cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ ngay khi bắt đầu cắn nuốt mọi thứ, sức hút khủng khiếp của nó đã lập tức cuốn đám khiển quân của thần thú huyền vũ kèm hàng ngàn mảnh vỡ thiên thạch vào trong. Năm xưa hồng hoang bị hủy diệt, côn đã nuốt chừng một nửa hồng hoang, khiến hàng vạn sinh linh bồi táng chung với hồng hoang. Tuy nhiên, bây giờ nhân gian còn rộng lớn hùng vĩ hơn hồng hoang, các mảng lục địa kéo dài, trôi giạt trong biển cả minh mông vô tận, hàng nghìn chủng tộc sinh sôi nảy nở và từng bước tiến hóa hàng ngày, mọi thứ đã sớm vượt xa thời kỳ hồng hoang gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần cho dù Côn có bộc phát hết toàn bộ sức mạnh cũng sẽ không thể nuốt được nửa nhân gian như những gì mà ông ấy từng làm trước đây, nhưng vẫn đủ sức nuốt chửng cực quang tinh hải do Huyền Vũ hóa ra. Ngay khi bóng của Côn bao trùm lấy tinh hải, đội khiển quân của thần thú Huyền Vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chỉ khi cơn lốc xoáy đen lấy kia thành hình, hiện rõ mồm một ra bên ngoài, khiển quân của thần thú Huyền Vũ mới nhận ra tai họa thảm khốc đang ập đến, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn màng mấy kẻ đạt được cảnh giới thái cổ thần ma vẫn may mắn thoát khỏi lốc xoáy nhưng mấy kẻ kém hơn lại không gặp may như vậy thoáng chốc đã bị cuốn vào lốc xoáy tan xương nát thịt tiếng than khóc thảm khốc vang vọng khắp nhân gian hàng trăm ngàn khiển quân của thần thú huyền vũ cùng các mảnh vỡ thiên thạch đều bị côn cuốn trôi vào lốc xoáy khổng lồ ánh sáng cực quang tinh hải hoàn toàn vụt tắt lốc xoáy bắt đầu điên cuồng càn quét mọi thứ mà nó đi qua đống thiên thạch đổ nát và khiển quân thần thú huyền vũ đều bị chấn áp khất ngược lên cao và đập vào nhau rồi xé tan thành từng mảnh vụn nhỏ. Trong đạo tàng từng nói, thiên địa vi lư, tạo hóa vi công, âm dương vi khôi, vạn vật vi đồng. Trong lò luyện của trời đất, nơi hàn băng lạnh lẽo đan xen với ngọn lửa nóng chảy hừng hực, mọi sinh linh, dù là con người, thú vật, yêu quái hay người tu đạo, đều bị nung chảy, trải qua quá trình tôi luyện khắc nghiệt bởi sự luân hồi lập đi lập lại của nhân quả. Sao trời đất là lò luyện đàn, tạo hóa là công việc đúc lò, âm dương là than củi, vạn vật là đồng. Tất nhiên côn không có sức mạnh đáng sợ lò luyện thiên địa, nhưng lốc xoáy mà ông ấy tạo ra thực sự đã đạt được ngưỡng sức mạnh hủy diệt tối thượng tại nhân gian. Không một kẻ nào trong khiển quân của thần thú Huyền Vũ có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần đáng sợ này. Ra, thịt và xương cốt trộn lẫn trong các mảnh vụn thiên thạch cuối cùng tan thành bụi mịn màu máu tanh đỏ chói, bay tứ tung trong không gian. Thần hồn của bọn chúng gào thét thảm thiết, liều mình cố gắng trốn thoát tìm con đường sống nhưng cũng đành lực bất tòng tâm, cuối cùng bị sức mạnh hủy diệt nghiền nát thành cám. Trong trận chiến đàm cửu long năm xưa, Lưu Phong thiên tôn hóa thành sao băng, bị thiên đạo dùng tay bóp nát, hệt như đám khói lụi tàn sau màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, cảnh tượng bi thảm ấy khiến toàn bộ đạo môn đau lòng khôn xiết. Hôm nay côn đã sử dụng lốc xoáy đen nghịt, vừa thở ra một hơi đã quét sạch toàn bộ khiển quân của thần thú huyền vũ, chỉ còn sót lại vài chục chiến tướng cảnh giới thái cổ thần ma may mắn thoát khỏi thảm họa hủy diệt, Lốc xoáy dần dần tan biến, một trận mưa thiên thạch đỏ tươi thanh ngòm cũng giáng xuống ầm ầm. Tất cả những điều kinh khủng này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong nháy mắt, khi thần thú Huyền Vũ vừa lao ra khỏi mặt nước biển, cũng đúng lúc hưởng trọn trận mưa thiên thạch ghê sợ này. Làm sao ông ta có thể bình tĩnh được khi phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này cơ chứ? Côn không thể giữ mình ở trên không trung quá lâu, việc dồn hết sức sử dụng cơn lốc xoáy đã cuốn sạch hết sức mạnh phi hành của ông ấy khi huyền vũ phẫn nộ phóng thẳng lên cao, cũng chính là lúc ông ấy nhanh chóng lao đầu xuống đất. Hai con quái thú va chạm giữa không chung, kết giới sức mạnh tinh tú của huyền vũ đụng độ với kết giới ngưng thủy của côn, sau đó ngay lập tức phát nổ, sức mạnh hủy diệt thiên địa nhanh chóng lan rộng khắp tứ phía. Các chiến binh cấp cao của thần thú huyền vũ vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì mình đã may mắn sống sót sau trận càn quét của cơn lốc xoáy, thì giờ đây, một nửa trong số họ cũng bị sức mạnh hủy diệt của hai con quái thú liên lụy, tan xương nát thịt, những người còn lại hoảng sợ tháo chạy tránh xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận đấu giữa Côn và Huyền Vũ. Dù hình dáng của Côn lớn hơn Huyền Vũ gấp mấy lần, nhưng sức phòng ngự của ông ấy lại kém xa Huyền Vũ. Chương 1308, lại gặp biến cố 2. Sau khi kết giới bảo vệ cơ thể của cả hai lần lượt bị phá vỡ, điểm yếu trong bụng Côn đã bị mai rùa trên lưng Huyền Vũ đánh gãy, phải cá bị đánh cho nát bấy, máu tanh phun tung tóe, nhìn y hệt như trời đang giáng một trận mưa máu côn kêu lên một tiếng ông ấy muốn nghiêng người né tránh ngặt nỗi cái đuôi quá khổ vướng víu cùng thân hình to lớn nên nhất thời ông ấy tránh không kịp thấy vậy huyền vũ chấp lấy thời cơ dùng mai rùa của mình ra sức đánh liên tục vào bụng ông ấy máu tươi đổ xuống như thác nước huyền vũ vô cùng phẫn nộ ông ta đã âm thầm thề nhất định sẽ giết chết côn báo thù cho khiển quân của mình vừa dùng mai rùa trên lưng đánh vào điểm yếu của côn vừa suy nghĩ làm sao xử gọn kẻ thù chỉ bằng một đòn côn đương nhiên biết huyền vũ có cơ thể vừa rùa vừa rắn sát ý của ông ta nằm ở dòng máu linh xà bây giờ ông ấy đang cố tìm cách lặn xuống biển sâu chỉ khi nào ông ấy ở dưới biển sâu vô tận mới có cơ hội đánh bại huyền vũ tuy nhiên thân thể của ông ấy quá to lớn mai rùa của huyền vũ lại vô cùng cứng cắp và kiên cố nên nhất thời ông ấy đã rơi vào thế bị động cuối cùng dưới bụng côn bị mai rùa của huyền vũ xuyên thủng ngay giây tiếp theo thần hồn của linh xà hung tợn nhanh chóng chui vào cơ thể côn hòng tìm cách giết chết ông ấy Cuộc tra tấn khốn khổ và đau đớn nhất chính thức bắt đầu, côn niên cuồng vặn vẹo cơ thể quái thú to lớn của mình giữa không trung, liên tục gào thét trong tuyệt vọng. Mới vừa rồi, ông ấy còn phóng thích sức hủy diệt đáng sợ nhất ở nhân gian, lốc xoáy nuốt chửng toàn bộ đội quân của thần thú Huyền Vũ, nhưng bây giờ đến lượt ông ấy phải nếm trải nỗi đau cùng cực xé ruột xé gan nhất trên đời này. Đây là cơn thịnh nộ của Huyền Vũ cũng chính là sự báo thù kinh khủng nhất của ông ta, sai lầm của ông ấy chính là dám dốc hết toàn lực tiêu diệt khiển quân của Huyền Vũ. Tuy nhiên, cho dù được phép lựa chọn lại thêm lần nữa, ông ấy vẫn sẽ chọn quét sạch hiển quân, bởi vì so với huyền vũ, những con quái thú của hiển quân sẽ mang đến thiệt hại nghiêm trọng cho nhân gian còn hơn cả huyền vũ. Tuy huyền vũ có ba đầu sáu tay, sức mạnh đáng gờm đến đâu, nhưng suy cho cùng, ông ta chỉ có một người, hàng trăm vạn con quái thú ồ ạt đổ bộ lên nhân gian, mới gây ra mối nguy không gì lường trước được. Linh xà đang điên cuồng cắn xé bên trong cơ thể của côn, còn mai rùa vẫn đang dồn hết sức đánh vào cơ thể khổng lồ của ông ấy sinh cơ của côn đang dần cạn kiệt thoáng chốc ông ấy đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của cái chết cận kề tuy nhiên kỳ lạ thay lần này trái tim của ông ấy lại vô cùng bình tĩnh đón nhận nó nếu đây đã là dấu chấm hết cho cuộc đời mình thì ông ấy cũng không còn gì hối tiếc vì ông ấy đã cố gắng hết sức bảo vệ nhân gian đầu óc của côn vô cùng bình tĩnh ông ấy đã quyết định từ bỏ mọi phản kháng bên ngoài bắt đầu tập hợp thần niệm của mình để tạo ra một lốc xoáy từ trong cơ thể. Lần này ông ấy chia thần hồn của mình thành vô số mảnh thần hồn nhỏ, rồi dung hợp chúng vào trong lốc xoáy. Côn không có cách gì đối phó với con rùa kia, nhưng linh xà trong cơ thể ông ấy đã được định sẵn sẽ bồi táng cùng ông ấy. Phát hiện ra hơi thở thần niệm của Côn có điều gì đó không ổn, Huyền Vũ bỗng dưng lo lắng dùng mình. Hiện giờ, sinh lực của Côn vẫn đang cạn kiệt, nó không cần phải sợ Côn sẽ tiêu diệt linh xà. Nhưng lần này Huyền Vũ dường như cảm giác được, nếu như linh xà bị nuốt chừng, nó sẽ mãi mãi mất đi linh xà. Nếu không có linh xà, Huyền Vũ sẽ chỉ còn mỗi dạng rùa, không chỉ sức mạnh bị suy giảm đáng kể, còn trực tiếp phá hủy tướng vị tứ linh của ông ta. Nếu như có linh xà, thì từ giờ Huyền Vũ lấy tư cách gì sánh kịp Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước cơ chứ? Chương 1309, cá lớn cá bé 1. Huyền Vũ không muốn nhìn linh xà rơi vào thảm cảnh phải bồi táng cùng côn, ông ta liên tiếp ra sức đánh trọng thương côn, vừa cố gắng kêu gọi linh xà chạy thoát khỏi cơ thể côn trước khi thần hồn của linh xà bị côn nuốt chừng sạch sẽ. Khi linh xà rời khỏi cơ thể, nỗi đau mà côn phải chịu cũng thuyên giảm đi khá nhiều, tuy nhiên, thần hồn của côn đã bị phân thành từng mảnh thần niệm giải rác, không thể tụ lại được nữa, côn chỉ mong trước khi mình bị tiêu diệt, còn đủ sức dáng cho huyền vũ một đòn thật mạnh, khiến ông ta trọng thương. Về cơ duyên hóa thành chim bằng, chắc cũng giống như lời của thần thú huyền vũ đã chế nhạo ông ấy, đó chỉ là giấc mộng hảo huyền của ông ấy mà thôi. Trước khi ánh sáng thần hồn hoàn toàn bị dập tắt, Côn bỗng nhiên nhớ đến hình bóng xinh đẹp của người phụ nữ đó, dù đã cách biệt hàng ngàn năm, nhưng đó vẫn là ký ức quý giá in sâu vào lòng ông ấy. Không ai biết xuất thân lai lịch của Côn, chỉ có mình Côn mới biết. Thời xa xưa, nhân gian chỉ là một vùng đại dương mênh mông rộng lớn, không hề có cá hay chim chóc, thậm chí bầu trời luôn chìm trong màn khói sương âm u mờ mịt. Cho đến ngày nọ, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện bên bờ biển mênh mông vô tận, tự tay thả một con cá xuống biển. Con cá trông rất nhỏ bé, có hai màu đen và trắng, trong suốt như viên pha lê, mềm nhũn và không có xương, được người phụ nữ nâng niu cẩn thận trong lòng tay. Con cá nhỏ đó không phải là kết tinh của sinh mạng mới, mà là thành quả tu luyện đạo môn cả đời của người phụ nữ, còn được gọi là cá âm dương tiên thiên của đạo gia. Trước khi thả cá nhỏ xuống biển, người phụ nữ hôn nhẹ lên người cá nhỏ, rồi dịu dàng thủ thì bên tai nó, bầu trời trong xanh này chỉ dành cho chim bay lượt, không phải là nơi phù hợp để cá bơi nô đùa thỏa thích nếu con muốn quay bên cạnh ta thì hãy cố gắng tu luyện để trở thành một con cá khổng lồ đi con cá nhỏ trời sinh đã thông minh tinh thông linh cảm sớm đã mở được thần thức lập tức dùng thần niệm hỏi có thật là sau khi con biến thành cá lớn liền có thể bay khỏi mặt nước không dù có là con cá trưởng thành cũng phải sống dưới nước nhưng nếu con trở thành loài cá to lớn khổng lồ nhất trên đời thì con sẽ giành được cơ duyên bay khỏi mặt biển con cá lớn nhất trên đời có tên là gì con cá lớn nhất trên đời có tên là côn có phải khi con biến thành côn rồi, liền có thể bay lên trời tìm người không? Không, biến thành côn vẫn không được, nhưng nếu một ngày nào đó, con giành được cơ duyên hiếm có, giúp con từ côn biến thành bằng, thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Mỗi lần bằng giang rộng đôi cánh, liền đủ sức bay xa chín vạn dặm. Khi con biến thành bằng, con có thể lên trời tìm ta. Vậy con phải mất bao lâu mới biến thành bằng được? Người phụ nữ kia bỗng trầm mặc, hồi lâu mới nói, có lẽ phải mất đến hàng ngàn vạn năm, thậm chí mãi đến cuối đời mới hóa thành bằng được. Cá con nghe vậy, liền rơm rớm nước mắt, buồn bã hỏi, nếu như đến khi con chết vẫn không thể hóa thành bằng, thì khi con chút hơi thở cuối cùng, người có thể đến gặp con một lần được không? Con không muốn mình phải chết trong cô độc. Ta hứa với con, người phụ nữ lặng lẽ gật đầu, trước khi người rời đi, hãy nói cho con biết tên của người, để sau này con lên trời có thể tìm được người. Cá con lễ phép hỏi, ta tên là Nam Hoa con là thành quả tu luyện mà ta dành cả đời mới đúc kết thành, cũng là tâm huyết cả đời của ta. Nếu như con có thể hóa thành bằng, ta liền có thể cùng trời đất đồng quy vô tận, trở về với cát bụi, không cần phải trốn chui trốn lùi, sống lay lắt dưới con mắt của thiên đạo nữa. Được rồi, vì người, con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện để trở thành một con cá khổng lồ, sau đó bay lên cửu thiên tìm người. Sau đó, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã hàng ngàn năm hàng vạn năm trôi qua. Con cá nhỏ ngày xưa nhờ hấp thụ hơi thở âm dương của trời đất mà lớn lên từng ngày, vì là loài cá tiên thiên âm dương của đạo gia, nên nó có thể sinh sống ở dương gian và âm phủ. Trong những năm tháng qua, cá nhỏ đã chứng kiến vô số nhân quả ở nhân gian. Chứng kiến sự ra đời của đại kiếp Long Phượng, đồng thời tận mắt chứng kiến sự hưng thịnh và suy thoái của phục hy đại đế cùng các thời của thần thượng cổ. Chứng kiến sự sinh sôi nảy nở của chúng sinh ở thời hồng hoang, chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhân tộc. Mãi cho đến một ngày nọ, có một người đàn ông tìm đến chỗ ông ấy. Nói với ông ấy, nếu như ông ấy giúp hắn ta tiêu diệt thế gian, hắn ta sẽ ban tặng cho ông ấy cơ duyên hóa thành bằng. Chương 1310, cá lớn cá bé 2. Lúc này, con cá nhỏ năm xưa đã sớm biến thành con cá to lớn nhất trên trần đời, nhưng ông ấy vẫn chưa tìm thấy cơ duyên giúp mình hóa thành bằng, nên ngay khi người đàn ông đó đưa ra lời điều kiện hết sức hấp dẫn như thế, ông ấy không kịp suy nghĩ quá nhiều, liền đồng ý ngay. Con cá nhỏ đã nuốt một nửa thời hồng hoang, đáng lẽ nó phải thẳng tay hút sạch sự sống của chúng sinh, nhưng vì đến tấm lòng lương thiện của người phụ nữ, nên ông ấy không nỡ tàn sát quá nhiều sinh linh, vì thế ông ấy đã nuốt chừng thời hồng hoang vào huyền quan của chính mình, giúp vạn tộc vốn tưởng chừng đã sớm diệt vong từ lâu, có thể tiếp tục sinh sống trong huyền quan của ông ấy. Sau khi vụ việc giải quyết được xong xuôi, cá nhỏ đã đợi rất lâu nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu thực hiện thỏa thuận đã hứa lúc trước. Rất lâu sau đó, cá nhỏ mới biết thân phận thật sự của người đàn ông kia, mới biết hắn ta là kẻ đáng sợ đến nhường nào, ông ấy muốn chạy thẳng tới chỗ hắn ta, chân vấn làm rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng ngặt nỗi, ông ấy không thể rời khỏi nhân gian. Rồi hàng ngàn hàng vạn năm lại trôi qua, cá nhỏ đã quá mỏi mệt với việc chờ đợi trong vô vọng, cũng bình tĩnh gặm nhấm nỗi bất cam uất hận trong lòng, sống trốn chui trốn lùi ở Minh Hải, không bao giờ xuất hiện ở nhân gian nữa. Cho đến một ngày, cá nhỏ phát hiện ra hơi thở của người đàn ông kia, ngay lập tức nó bật người tỉnh dậy, mở to con mắt sau giấc ngủ đã trải qua hàng ngàn năm. Khi nó xuất thế ở Đông Hải, ngay lập tức khí thức âm dương trong trời đất bị đảo lộn hoàn toàn. Sức mạnh chiến đấu của cá nhỏ không đủ để đe dọa hắn ta, nhưng đàn ông đó nợ ông ấy một lời hứa. Lúc này, người đàn ông sớm đã bị nhân quả quấn chặt khắp người, món nợ nghiệp chướng của cá nhỏ trở thành cọng rơm cuối cùng lấn lướt hắn ta. Cá nhỏ không có được cơ duyên hóa thành bằng, nhưng lại thành công kéo ngược hắn ta vào vòng luân hồi nhân quả đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến thiên đạo rơi vào kiếp luân hồi ngay khi côn xuất thế. Khoảnh khắc cận kề cái chết, côn đã buông xuôi từ bỏ mọi phản kháng, rồi hướng mắt nhìn về phía cửu thiên. Người phụ nữ hứa với ông ấy, bà sẽ đến gặp ông ấy trước khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay, bà không để ông ấy chết cô đơn lủi thủi một mình. Con xin lỗi, có lẽ người sẽ đến, nhưng con không còn đủ sức để tiếp tục đợi được nữa. Trái tim đau nhói lặng lẽ nói một câu này, côn điên cuồng kích hoạt lốc xoáy thần niệm trong người mình một trận đại hỏa hủy diệt sắp xảy ra, đúng lúc này, một luồng hơi thở thần niệm mạnh mẽ, nhưng cực kỳ dịu dàng hòa mình vào lốc xoáy. Cơn lốc xoáy thần niệm đang cuồn cuộn bỗng bắt đầu chậm lại, thần hồn vừa mới tan thành từng mảnh cũng dần dần tụ lại một chỗ. Lúc này, do thấy côn muốn tự hủy thần hồn, Huyền Vũ sợ bị liên lụy, nên đã sớm xoay người hớt hải bỏ chạy, sau khi thần hồn của côn ổn định lại, cơ thể nặng nề từ trên trời rơi xuống mặt nước. Máu tanh nhuộm đỏ cả mặt biển, khiến biển cả minh mông vô tận bỗng chốc biến thành biển máu ghê sợ. Dù đã quay về biển, nhưng cũng không giúp côn thay đổi được cục diện trận chiến, bởi vì sinh lực của ông ấy sớm đã cạn kiệt từ lâu, thậm chí cơ thể quái thú khổng lồ cũng không đủ sức níu giữ thần hồn của ông ấy. Thần hồn của côn rời khỏi cơ thể, từ từ bay lên cao, như thể ông ấy đang đáp lại lời mời gọi nào đó. Khiến quân của huyền vũ bị côn tàn sát, đương nhiên ông ta sẽ không trơ mắt nhìn thần hồn của côn trốn thoát an toàn, ông ta chấp cơ hội, đánh một con chí mạng, Linh xà phóng thẳng lên cao, hỏng cắn nát thần hồn của côn. Bây giờ côn đã vô cùng suy yếu, tất nhiên ông ấy không còn sức tránh né nữa. Ngay khi linh xà há mồm sắp nuốt chửng thần hồn của ông ấy, kiếm khí hỗn loạn bỗng từ trên trời giáng xuống linh xà, đánh ngay vào điểm yếu chí mạng của linh xà. Con linh xà gian ác trúng đòn, đau đớn hét lên một tiếng thất thanh, rơi ầm xuống biển, điên cuồng lăn lộn. Rắn chết vẫn còn nọc độc, tuy nhát kiếm này đã khiến nó bị thương nặng, nhưng rõ ràng vẫn chưa thể giết chết nó kiếm khí giáng xuống, một người phụ nữ xinh đẹp Việt Trần từ từ xuất hiện. Bà ấy mặc một bộ đạo bào màu đen trắng, ngực và lưng được che bằng hình thêu bát quái. khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hiện rõ nét trang nghiêm hòa lẫn với chút ưu tư dịu dàng. đôi mắt đen láy long lanh, ẩn chứa một nguồn sức mạnh đáng sợ. người phụ nữ giơ đôi bàn tay trắng ngọc đón lấy thần hồn yếu ớt của côn. ngay sau đó, thần hồn của côn nằm gọn trong tay bà ấy, hóa thành hình dáng con cá nhỏ trong suốt như viên pha lê đen trắng con cá nhỏ mừng rỡ rơi nước mắt giọt lệ ấm nóng làm ướt lòng bàn tay người phụ nữ con cứ tưởng đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa người phụ nữ không nói gì đưa mắt nhìn xuống mặt nước phía dưới đau lòng nhìn thi thể côn thân thể khổng lồ của côn trôi nổi giữa biển máu nó đã bị tra tấn khủng khiếp từ trong ra ngoài cơ thể bên ngoài không tìm thấy một lớp da nào còn nguyên vẹn các mạch máu trong cơ thể đều bị kẻ thù cắt đứt một cách tàn nhẫn ngay cả xương cốt cũng bị vỡ vụn, máu tươi chảy ròng dọc, nhuộm đỏ cả vùng biển xanh. Người phụ nữ tất nhiên hiểu rõ, cá nhỏ đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể biến thành côn. Cá nhỏ đã sử dụng nó được bao lâu rồi? Ngàn năm, vạn năm hay ngàn vạn năm, nhưng dù tốn công phí sức bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ đổ sông đổ bể. Chương 1311, cá lớn cá bé 3. Khi biết côn không thể biến thành bằng được nữa, người phụ nữ không những không thở dài thất vọng, mà là đau lòng khôn xiết rồi từ đau lòng, thương xót dần dần biến thành cơn phẫn nộ tột cùng. Linh xà vẫn đang dẫy ruộng trong nước, nó đang dần hồi phục sức lực, mà huyền vũ đang cố hết sức kéo nó về. Chỉ cần linh xà kịp thời quay vào trong mai rùa, dù người phụ nữ kia có dùng kiếm khí hỗn loạn chém nó, cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng, con linh xà đã tỉnh táo trở lại, vội vàng lao về phía huyền vũ. Người phụ nữ vẫn im lặng đứng đó, không nói không rằng, nhưng giây phút linh xà sắp nhảy vào mai rùa, bà ấy dứt khoát hạ sát chiêu chém chết con linh xà đầu của nó đứt làm đôi rất lâu rất lâu về trước bà ấy đã đích thân chặt đầu của bát kỳ đại xà phong ấn thanh kiếm của bà ấy đã sử dụng vào trong cơ thể của bát kỳ đại xà sau đó thanh kiếm chém rắn được trao lại cho ngạo phong hôm nay người phụ nữ đó đã tự tay chém chết một con rắn khác nhưng con linh xà còn mạnh hơn bát kỳ đại xà ngày trước gấp trăm lần thanh kiếm này không chỉ chém đứt cơ thể của con linh xà đến thần hồn của nó cũng bị kiếm khí tiêu diệt thân xác đã chết đi thần hồn cũng tan biến tướng huyền vũ đã không còn linh sản nữa huyền vũ giận dữ gầm lên nhưng ông ta lại e sợ sức mạnh của người phụ nữ kia không dám tiến lên trả thù đúng lúc này thần niệm truyền âm của thiên đạo vang lên lòng căm phẫn của hắn ta đã vượt xa lúc chứng kiến thủy hỏa truy sát châu khất nam hoa bà thật làm ta quá thất vọng rồi ha ha mấy năm qua chẳng phải ngươi cũng làm ta thất vọng không biết bao nhiêu lần sao người phụ nữ cười lạnh chế nạo nếu bà đã hủy hoại tướng huyền vũ bà sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi kiếp nạn thiên địa cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ta bộ nhà ngươi cho rằng chỉ mình ngươi mới có thể ban cơ duyên hóa thành bằng cho côn hay sao không một ai có thể giúp côn hóa thành bằng ngoài ta hết ngươi sai rồi lúc nó còn sống thì tất nhiên cần cơ duyên của ngươi nhưng bây giờ nó đã chết rồi bà nói vậy là có ý gì truyền thuyết kể rằng ở vùng đất em mờ dương tuyệt diệt có dòng sông minh ta sẽ dẫn nó tới cầu xin tử thần ban cho cơ duyên than ôi không biết tử thần có mềm lòng giúp đỡ cho ta hay không đây? Người phụ nữ thở dài một hơi nói, Ba dám, thiên đạo, ta phải trốn chui trốn lủi nhiều năm như vậy, ta cũng sớm mệt lừ rồi, nếu như người thật sự có bản lĩnh cao cường, thì tới đây giết chết ta đi. Nói xong, người phụ nữ xoay người bay vào hư không vũ trụ, rời khỏi nhân gian. Côn đã rời khỏi nhân gian, chỉ còn lại huyền vũ, cùng đám tướng cấp cao bị thương nặng nằm la liệt ở vùng biển Bắc Cực. Lúc này huyền vũ đã không còn cái danh huyền vũ nữa, nên gọi ông ta là huyền quy mới đúng mặc dù ông ta vô cùng phẫn nộ và không cam lòng nhưng trong thâm tâm vẫn len lỏi một tia may mắn nếu phụ nữ muốn ra giết nó nó chỉ còn cách đứng yên chờ chết tuy nhiên nó đã thất bại thảm hại trong trận chiến bắc cực ở nhân gian điều đáng ăn mừng duy nhất đó là nó đã giết chết côn khiến nhân gian mất đi người bảo hộ mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ thiên đạo không trách cứ nó bởi vì sự can thiệp của nam hoa đã làm thay đổi cục diện sau khi huyền quy bình tĩnh trở lại ông ta xoay người chuẩn bị trở về tinh hà, tạm thời rời khỏi nhân gian, còn về phần cuộc chiến trinh phạt hủy diệt nhân gian, đã đến lúc giao lại có tứ linh thú còn lại lo liệu. Tuy nhiên, ngay khi huyền quy chuẩn bị dẫn thuộc hạ của mình rời khỏi đó, ông ta chợt cảm nhận thấy một luồng kiếm khí kỳ lạ. Tuy kiếm ý này không sắc bén, nhưng lại vô cùng quỷ dị, dù ông ta có cố né tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi vòng vây của kiếm khí. Dường như mọi suy nghĩ và hành động của nó đều bị kiếm khí nắm rõ như lòng bàn tay đây rốt cuộc là loại kiếm gì, là kẻ nào, huyền quy nghiêm giọng hỏi, nhân đạo, tạ lưu vân, chương 1312, cuộc chiến nhân đạo 1. Sự xuất hiện đột ngột của tạ lưu vân chắc chắn không chỉ là sự ngẫu nhiên. Cựu quốc sư nhà đường, người sáng lập thôi bối đồ, một tay sử dụng kiếm lục nhâm em mờ dương, suy đoán trước mọi đường đi nước bước của thiên đạo. Trận chiến huyền vũ náo động đến vậy, nếu ông ấy không hề hay tin gì, thì quá uổng phí cái danh xưng long hổ hành tẩu rồi trận chiến bi tráng của côn chấn động thiên hạ đồng thời khiến lòng của tạ lưu vân vô cùng cảm động giáo lý của nhân đạo chính là vô vi mà chị không làm gì mà không gì là không làm kể từ khi thành lập tổ đình các đệ tử của nhân đạo vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân theo lời dạy sống yên phận không tranh giành tìm nơi ổn định sống qua ngày mặc dù họ cũng nhập thế tu hành giúp đỡ nhân gian cũng như cứu người đời nhưng lý tưởng vô vi vẫn luôn ngấm sâu vào tâm trí họ xuyên suốt mấy trăm năm qua vì vậy dù là cuộc chiến với giã tiên hay thảm họa Emerson, nhân đạo cũng đều im lặng không tham gia. Thiên đạo bất nhân xem vạn vật như loài xúc vật, theo đó xét ra thì nhân đạo cũng có một khía cạnh bất nhân. Họ quá tỉnh táo, hiểu rõ bản chất con người xấu xa dơ bẩn bao nhiêu, biết rõ chiến tranh không bao giờ có hồi kết, họ chọn cách âm thầm chịu đựng, chọn cách xa lánh thế sự, chọn con đường tu đạo thanh tâm quả dục. Đại nạn diệt thế càn quét tam giới, nhân đạo có muốn tiếp tục đứng sang một bên, không xen vào là điều không thể, trước khi chết, đạo đức thiên tôn quyết định tập hợp nhất chúng sinh tam đạo chống lại thiên đạo, lúc này nhân đạo mới chính thức nhập thế. Không nhập thế thì không thấu hiểu được nỗi thống khổ của thế gian, chính lúc nhân đạo đem số phận của mình gắn liền với chúng sinh, mới nhận ra xuyên suốt 3.000 năm qua, họ đã lạnh lùng thờ ơ đến mức nào. Thân làm nhân tộc, mà những gì nhân đạo làm cho chúng sinh còn không bằng côn, người sống cô đơn lủi thủi dưới biển em mờ giới, thật khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Thảm cảnh của côn làm lay động trái tim của rất nhiều người, ngay cả những vị thượng của tiên nhân sớm cắt đứt nhân quả với nhân gian như Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Năm vị trưởng lão, ngũ khí chân quân, cùng tứ nhạc đại đế và những chiến binh nhân đạo muốn cùng sông lên chiến đấu, nhưng đều bị tạ Lưu Vân từ chối can ngăn. Không phải tạ Lưu Vân không muốn cứu côn, mà ông ấy biết rõ mình không đủ sức can thiệp vào trận chiến kinh thiên động địa này. Điều quan trọng nhất, tạ Lưu Vân đã dự đoán được kết quả của trận chiến thông qua kiếm lục nhâm em mờ dương, côn sẽ chết nhưng thần hồn của ông ấy không bị xóa sổ lúc nhìn thấy nam hoa đến cứu viện mới giúp tạ lưu vân thở phào nhẹ nhõm những thông tin về côn được lưu lại trong đạo tàng vốn không có nhiều chỉ là một cuốn ghi chép phiêu lưu không biết rõ lai lịch từ đâu tới không biết được tác giả là ai sự hiện diện của nam hoa cuối cùng cũng giúp tạ lưu vân tìm ra câu trả lời câu bác minh có một con cá tên là côn do chính tay nam hoa viết và lai lịch của côn chắc chắn cũng liên quan đến bà ấy mọi hành động suy nghĩ của Nam Hoa đều bị thiên đạo giám sát chặt chẽ, nên bà ấy không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể chờ cơ hội cứu lấy thần hồn của côn. Trước khi rời đi, bà ấy đã âm truyền đến chỗ tạ Lưu Vân, muốn nhân gian yên ổn, thì tuyệt đối không thể giữ lại huyền vũ. Tạ Lưu Vân vừa xuất hiện, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Trương Đạo Lăng, Ngũ Phương Ngũ Trưởng Lão, Ngũ Tể Trân Quân, Tứ Đại Nguyên Soái, Tây Nhạc, Bắc Nhạc, Trung Nhạc Tứ Đế Quân và hầu như toàn bộ những cao thủ cao cường của nhân đạo đều có mặt ở đây. Mà huyền vũ không chỉ có một người, xung quanh ông ta vẫn còn có rất nhiều chiến binh cảnh giới thần ma, trong đó cũng có nhiều kẻ đã đạt được cấp bậc thần vương. Ngay cả khi hầu hết bọn chúng đều đã bị thương, thì nhân đạo vẫn phải phái ra toàn bộ đội hình mạnh nhất của mình để ứng phó. Cũng may bản thân huyền vũ bị thương, ông ta cũng mất đi linh xà, phá hủy đi tướng pháp huyền vũ, nếu không nhờ thế, thì có lẽ thương vong của đệ tử nhân đạo quả thật không gì lường trước được. Trường 1313, Cuộc chiến nhân đạo 2 Huyền Vũ không thể thoát khỏi cái lồng thần niệm của tạ Lưu Vân, giờ phút này, đệ tử nhân đạo không chỉ kéo đến ngày càng nhiều, mà bầu trời cũng xuất hiện đông đảo thượng tiên nhân đạo. Trải qua 3.000 năm tích lũy thế lực, cho dù bị hệ thống tu luyện đạo môn kìm chế, nhưng họ vẫn đào tạo ra chiến lực hùng hậu cho nhân đạo. Mặc dù họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong hai cuộc chiến tranh quy mô lớn ở dãy núi Côn Lôn và Tây Hải Lôi Vực, nhưng nền tảng của nhân đạo vẫn còn đó. Trước khi chết, đạo đức thiên tôn đã truyền pháp, mang cơ duyên cho các chiến binh nhân đạo, trong một thời gian ngắn, đã giúp sức mạnh của thiên tôn và đạo tổ nhân đạo lần nữa được có được sự cải thiện đáng kể. Nhưng dù vậy, con rắn chết vẫn còn nọc độc, huyền vũ là chính tông đạo tàng vạn pháp, là người đứng đầu của tứ linh, cho dù pháp tướng đã bị phá hủy, thì chỉ cần một phân thân huyền quy cũng đủ ép nhân đạo phải dốc hết toàn lực chiến đấu. Điều quan trọng nhất là, mai rùa của huyền quy có sức phòng thủ cực kỳ cứng cáp, đồng thời nó gia tăng sức mạnh tinh tú của tinh hải cực quang. Mặc dù lá chắn bảo vệ đã bị phá vỡ, nhưng cái vỏ vẫn còn nguyên vẹn, không gì xuyên thủng được nó. Sau khi Lục Thuần Dương chết, Nhân Đạo đã mất đi thanh kiếm sắc bén nhất, muốn đột phá phòng ngự của Huyền Vũ rồi giết chết nó chắc chắn là chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ Huyền Vũ vẫn còn sức chiến đấu, lại có thêm mấy tướng quân cấp cao bên cạnh bảo vệ, chưa bàn tới việc xuyên thủng hàng phòng thủ, điều đầu tiên Nhân Đạo phải giải quyết chính là tìm cách để tiêu diệt mấy tướng lĩnh còn lại của phe Huyền Vũ sau khi trận chiến giữa côn và huyền vũ vừa mới kết thúc cuộc chiến ở bắc cực lại bùng lên đây lại là một trận chiến tàn khốc kịch tính chưa từng có trận chiến bắt đầu tạ lưu vân dơ cao kiếm lục nhâm em mờ dương bay thẳng lên trời bởi vì trận pháp thương hoàng của đội quân nhân đạo chưa kịp dựng lên huyền vũ tuyệt nhiên không bao giờ cho bọn họ cơ hội lập trận thành công nên phía đạo môn tứ đại nguyên soái quyết định phối hợp với trương thiên sư trấn áp thần thú huyền vũ ở trên không trung còn bên ngũ khí chân quân bao vây xung quanh tây vương mẫu mặc chiến giáp màu vàng, cầm chiến đao Phượng Hoàng Chi Vương, đối đầu trực diện với Huyền Vũ. Đông Vương công chịu trách nhiệm ngăn chặn đòn tấn công từ các chiến tướng cấp cao của thần thú Huyền Vũ, trong khi Trương Đạo Lăng dẫn đầu đội chiến binh cấp cao của Nhân Đạo tiến lên đánh bại từng người một. Trên không trung, dưới sự chỉ đạo của Tạ Lưu Vân, các đệ tử Nhân Đạo nhanh chóng lập trận pháp. Huyền Vũ gầm lên đầy phẫn nộ, tựa hồ như muốn xé nát bầu trời. Sát khí của Nhân Đạo đã chọc giận ông ta, Ông ta chỉ vừa mới lấy lại bình tĩnh sau thất bại đầy nhục nhã trong trận đấu với côn, giờ đây ông ta phải gồng mình đối đầu với sự truy sát của đệ tử Nhân Đạo, thử hỏi làm sao ông ta có thể không tức giận, có thể không nổi điên đây. Tây Vương Mẫu chính là thần canh kim, sát phạt vô song oai dũng kiêu hùng, bà ấy không hề e sợ khi phải đứng trước cơn thịnh nộ của Huyền Vũ. Tuy Huyền Vũ bị thương, còn mất đi hơn một nửa sức chiến đấu, nhưng Tây Vương Mẫu vẫn không đủ sức chặn đánh đòn tấn công của nó sức sát thương mà đao phượng hoàng gây ra cho huyền vũ cũng có hạn. Sau cái chết của lục thuần dương, Tây Vương Mẫu là cao thủ có sức chiến đấu đứng đầu nhân đạo, nếu như đến cả bà ấy cũng không chịu nổi đòn tấn công của huyền vũ, thì e rằng vòng vây xung quanh huyền vũ sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Thấy vậy, tạ lưu vân vội vàng phái tứ nhạc đại đế hoàng lên trên không hỗ trợ cho Tây Vương Mẫu. Mỗi khi huyền vũ phát động công kích, thì một vị đại đế sẽ hiến tế thần hồn có sức mạnh tương tự hòng ngăn chặn đòn sát thủ của huyền vũ, Tây Vương Mẫu chỉ cần vận dụng tối đa thân pháp nhanh như chấp của bà ấy để đối phó Huyền Vũ, tập trung tinh thần, nắm chắc thời cơ tấn công. Thật ra, nếu như bây giờ Huyền Vũ muốn rời khỏi đây, thì vẫn còn kịp, nhưng ông ta không nỡ bỏ lại các chiến tướng của mình, muốn dẫn theo chiến tướng đột phá vòng vây. Huyền Vũ bị nhân đạo vây kín, nhưng các chiến tướng dưới trướng ông ta lại không hề mất kiểm soát. Chỉ trong chốc lát, hai trong số tứ đại nguyên soái nhân đạo đã bị giết, thiên sư Trương Đạo Lăng cũng bị thương nặng. Ngay sau đó, Đông Phương trùng hoa chân quân trong ngũ khí chân quân tử trận, Đông Vương công cũng bị thương nặng. May mắn thay, ngay lúc vòng vây bị phá vỡ, nhân đạo cuối cùng đã dựng xong trận pháp, sau đó một luồng sức mạnh pháp thật thần thông kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Một trận pháp được hoàn thành, lại xuất hiện thêm một trận pháp khác. Bão tố và sấm sét, cuồng phong mưa gió, băng tuyết và sương giá thổi vi vu, lốc xoáy vòi rồng cuộn trào. Sau khi chín trận pháp của nhân đạo đã hoàn thành, tạ Lưu Vân đọc lớn lời sấm. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, trận pháp bùng nổ sức mạnh vô biên, nhóm người Tây Vương mẫu nhanh chóng sơ tán khỏi trung tâm chiến trường, bỏ lại Huyền Vũ và các thuộc hạ của ông ta chờ chọi hứng chịu đòn tấn công vũ bão từ trận pháp. Chương 1314, bi thương của nhân đạo 1. Huyền Vũ được bảo vệ bởi lớp vỏ ngoài, bất khả xâm phạm trước mọi đòn tấn công, nhưng các tướng của ông không có sức mạnh phép thuật bảo vệ mạnh mẽ như vậy. Đạo môn ở nhân gian huy hoàng như vậy, mặc dù luôn phải chịu sự ràng buộc từ hệ thống tu luyện của đạo môn không thể phát huy được tối đa thiên uy thực sự của thiên đạo nhưng thứ vạn chúng tề tâm ngưng tụ ra được là âm thanh sát phạt của tất cả chúng sinh ở nhân gian bầu trời đêm được thuật pháp thắp sáng biển trời thuật pháp vô biên vô hạn định sẵn sẽ trôn vùi tất cả cuối cùng cùng với sự nằm xuống của từng vị chiến tướng một chỉ còn lại con rùa đen do huyền vũ biến thành ở lại trên chiến trường đất trời tráng lệ vũ trụ lại càng rộng lớn và vô tận hơn vạn pháp quy tông thay trời phân chia thành bốn cực, huyền vũ đã thống trị vũ trụ trong vô tận năm tháng, trong lòng dậy lên vô số sự cảm khái. Nó đã thay trời chinh phục vô số vị diện thế giới, không biết bao nhiêu vị cao thủ mạnh mẽ ở các vị diện đã chết đi trong tay nó. Trước khi đến nhân gian, trong tâm khảm nó chỉ xem nhân gian như một nắm đất và xem chúng sinh trên nhân gian như cỏ rác. Ấy vậy mà, trước thì bị côn tiêu diệt toàn bộ đại quân thiên khiển thần thú huyền vũ, sau đó nam hoa chảm diệt linh xà. Huyền vũ của lúc này cũng chỉ cho rằng mình gặp phải vận rủi, vẫn không đặt chúng sinh nhân gian vào mắt. Mãi cho đến khi tạ Lưu Vân xuất hiện, sự dũng cảm không sợ chết của chiến tướng nhân đạo, cùng biển trời thuật pháp trùng điệp, thì huyền vũ cuối cùng mới tỉnh ngộ. Nó có thể chinh phục vô số vị diện thế giới, cũng như chứng kiến sự hưng thịnh cùng suy vong của vô số chủng tộc, nhưng lại không thể chinh phục được nhân gian. Bởi vì nhân gian có thêm một thứ mà những vị diện khác không có. Thiên đạo vô tình, nhân gian hữu tình. Nếu không phải vì có tứ nhạc đế quân thay Tây Vương Mẫu gánh đỡ tai họa, thì Tây Vương Mẫu đã bị nó giết chết từ lâu rồi. Nếu không có Ngũ khí chân quân liều chết bao vây thì tướng lĩnh dưới trướng nó đã có thể đột phá, thoát khỏi vòng vây. Trong trận chiến này, hơn 100 chiến tướng cấp bậc Thiên Tôn của Nhân Đạo đã chết đi, cấp bậc Đạo Tổ cũng tử thương vài chục người, nhìn thì có vẻ như không nhiều nhưng đó là tất cả nguồn lực mà Nhân Đạo có thể đem ra dùng được. Khi các đệ tử Nhân Đạo bình thường đang cố gắng điều khiển pháp trận rất nhiều người đã lần lượt nằm xuống do khô cạn chân nguyên, phát kiệt thần niệm, bất cứ khi nào có người ngã xuống, lập tức sẽ có một vị đệ tử đồng môn bước vào thay thế. Trông thì có vẻ như Nhân đạo thắng nhờ mất đi vài chục vị chiến tướng tinh anh điều khiển biển trời thuật pháp vây chết Huyền Vũ, nhưng trên thực tế, tổn thất của Nhân đạo cũng thê thảm vô cùng. Sự hình thành của pháp trận sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, nếu muốn duy trì sự hoạt động của pháp trận thì bắt buộc phải giữ cho thần niệm của mọi người cân bằng với nhau một khi có người bị hao hụt thần niệm thì lập tức sẽ chịu sự phản phệ của pháp trận mà mất đi tính mạng. Nhân đạo cùng một lúc tung ra chín trận pháp quy mô lớn, đồng thời còn tiến hành một trận chiến sinh tử không cho phép phạm bất kỳ sai lầm nào, đệ tử nhân đạo đã chết vì phản phệ của trận pháp lên hơn trăm vạn người. Mà đây cũng không phải là kết quả cuối cùng, bởi vì huyền vũ còn chưa chết. Tạ Lưu Vân từ trên không nhìn xuống mặt đất, chiến tướng cấp cao của nhân đạo ai nấy cũng đều bị thương. Tây vương mẫu cả người đầy máu, chiến giáp vàng đã nhuộm đỏ màu máu tươi. Tây nhạc đại đế, hoa sơn quân bị vỏ bọc của huyền vũ đánh trọng thương, nửa thân thể bị xé nát, mặc dù có thân thể đạo tổ, nhưng cũng khiến sinh cơ của ông ấy tiêu tán trong nháy mắt, cuối cùng không thể không gửi gắm thần niệm của mình vào hình ảnh phản chiếu của núi hoa sơn mới miễn cưỡng duy trì thần hồn không bị tiêu biến. Thiên sư Trương Đạo Lăng bị Huyền Vũ phun ra một ngụm chân khí u minh huyền thủy làm bị thương, da thịt bị ăn mòn thối giữa thành máu mủ, khí độc công tâm, ba hồn ly tán, bảy phách thất lạc mất tâm. Đông Vương Công bị một vị chiến tướng dưới chướng huyền vô tự nổ nguyên thần khiến cơ thể nổ tung, thần hồn của ông được ký gửi vào trong pháp bảo thương linh chi khư. Tứ đại nguyên soái trong lúc rút lui thì tiếp tục mất thêm một vị, chỉ còn lại mã nguyên soái hoa quang đế quân. Đệ tử nhân đạo đã chết đi trăm vạn người, máu thịt của họ nhuộm đỏ nguồn nước ngầm dưới lòng đất, nhuộm đỏ cả đám mây trôi trên bầu trời. Kể từ khi tạ Lưu Vân kế vị làm nhân đạo tổ sư, đây là trận chiến đầu tiên của nhân đạo và cũng là trận chiến gây ra tổn thất nặng nề nhất cho nhân đạo theo như toàn bộ ghi chép của đạo tàng mặc dù cái chết của đầu mẫu nguyên quân lôi vực tây hải cũng là một nỗi đau thương mà nhân đạo không thể gánh chịu nhưng những người hy sinh trong trận chiến đó chỉ là người trong thần tộc hệ lôi mà những người tử thương trong trận chiến hiện giờ đều có xuất thân là những vị chính thần của nhân đạo đều là nền tảng cốt lõi của nhân đạo chiến tranh không ngừng tai họa không ngớt không ai có thể thoát khỏi thảm họa diệt thế tạ lưu vân đương nhiên biết đây chưa phải là kết thúc thậm chí còn không thể xem như là sự bắt đầu huyền vũ chịu chết đi tạ lưu vân lớn tiếng hét muốn giết ta à chút hiến tế ít ỏi này của nhân đạo còn chưa đủ đâu hãy run rẩy trước sức mạnh của huyền vũ đại đế đi lũ người phàm sự hy sinh của các ngươi không đáng nhắc đến đến cuối cùng thì các ngươi cũng sẽ không thoát khỏi sự phán xét của thiên đạo được đâu nói xong toàn thân huyền vũ bộc phát ra luồng ánh sáng đen vô tật huyền vũ tọa lạc ở phương bắc phương bắc thuộc nước, nước thông với U Minh. Trên thực tế, Huyền Vũ cũng có thể coi như là sứ giả của cái chết hay thậm chí là tử thần. Ánh sáng đen này là ánh sáng hủy diệt tất cả sinh vật, được chuyển hóa từ năng lượng thần hồn của Huyền Vũ. Sự bùng nổ của ánh sáng hủy diệt cho thấy Huyền Vũ đã hoàn toàn quyết tâm lao đầu vào chỗ chết, định rằng sẽ đồng quy vô tận cùng các đệ tử nhân đạo. Tạ Lưu Vân vội vàng chỉ huy đại quân nhân đạo rút lui, nhưng tốc độ của ánh sáng hủy diệt quá nhanh, rất nhiều người đã không kịp sơ tán chỉ nghe thấy những tiếng rên la không ngừng, trong phút chốc đã có ngàn vạn đệ tử nhân đạo chết đi, hàng trăm vị chiến tướng thiên tôn khác cũng nằm lại. chương 1315, Bi Thương của Nhân Đạo 2 Mắt thấy ánh sáng đen hủy diệt vẫn đang lan rộng một cách nhanh chóng, tứ nhạc đại đế đánh mắt nhìn nhau, đồng loạt từ bỏ thể xác để thần hồn rời khỏi cơ thể. Tứ đại ý chí hồn núi của Hoa Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn hòa nhập với thần hồn của tứ nhạc đại đế, phân ra tứ phía cùng nhau ngăn chặn sự lan rộng của ánh sáng hủy diệt. Tung Sơn ở giữa, Hoa Sơn ở phía tây, Hành Sơn ở phía nam, Hàng Sơn ở phía bắc, chỉ còn lại phía đông xuất hiện một khoảng trống do sự vắng mặt của Thái Sơn Đại Đế. Đông Vương công mang theo thương linh chi khư, đã xả thân để chặn khoảng trống phía đông. Ánh sáng hủy diệt đã bị chặn lại, khiến huyền vũ càng thêm tức giận hơn. Điểm yếu của đại trận ngũ nhạc nằm ở phía đông, ngay lúc đó thần uy của nó chấn tỉnh, tức giận lao vào thương linh chi khư. Tứ Nhạc Đại Đế bất luận là về sức chiến đấu hay địa vị thì cũng không bằng được Đông Vương Công, nhưng đều có sự liên kết với hồn núi. Ngũ Nhạc đã đứng vững trước Cửu Châu Đại Đế đã hơn ngàn vạn năm, linh khí đất trời hấp thụ dù thế nào cũng hơn hẳn Thương Linh Chi Khư, vì vậy, Tứ Nhạc Đại Đế hoàn toàn có thể canh giữ bốn hướng còn lại, chỉ có Thương Linh Chi Khư của Đông Vương Công là lỗ hổng duy nhất tồn tại. Theo ghi chép của Đạo Tàng, Đông Vương Công thực chất là thủ lĩnh của tất cả các nam tiên trong nhân gian, cũng là chủ của dương khí nhân gian chủng hóa ở trên bích hải, thương linh chi khư. Thương linh chi khư này được hóa thành sự tu luyện cả đời của Đông Vương Công, đồng thời còn hấp thụ vô số dương khí trên nhân gian. Theo truyền thuyết, nếu người tu đạo ở nhân gian muốn phi thăng thiên giới thì họ phải đến bái lại Đông Vương Công, sau đó Đông Vương Công sẽ giúp họ phi thăng bằng năng lượng dương khí vô tận có trong thương linh chi khư. Khí thanh dương, trí cương trí dương là khắc tinh của tất cả năng lượng ô uế trong thiên hạ. Mà Đông Vương Công lại là dương cực chân tiên, sau khi thần hồn dung hòa vào Thương Linh chi khư thì trở thành Dương thần. Tuy nhiên, cho dù như vậy thì ông vẫn không thể chịu được đòn đánh chí mạng của Huyền Vũ. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lớn, Thương Linh chi khư bị đòn tấn công hạng nặng từ vỏ bọc của Huyền Vũ đánh tan vỡ. Khí thanh dương vô tận biến thành làn khói xanh rồi tiêu tan, mà thần hồn của Đông Vương công cũng không thể trốn thoát mà trầu trời. Tạ Lưu Vân thần hồn cả kinh, sau đó ông ta nghe được một lời thông bao cực lớn truyền ra từ trong huyền quan, nhân đạo, Đông Vương Công đã chết. Khi Đông Vương Công qua đời, cả đất trời đều chìm trong đau buồn. Cho dù đó là một vị tản tiên nhân gian hay một vị chính thần thiên giới. Tất cả nam tu đạo, chỉ cần được Đông Vương Công dạy dỗ qua, giờ phút này đều âm thầm kinh sợ, nhìn về phía bắc mặc niệm. Có một số người khi còn sống có lẽ chỉ là sự tồn tại gió cuốn mây bay, vĩnh viễn cũng không thể chạm tới. Nhưng một khi họ chết đi, mới phát hiện ra rằng người đó chưa bao giờ rời xa người đó vẫn thực sự đang sống bên cạnh chúng ta cũng giống như ngọc hoàng đại đế của tiên đạo đạo đức thiên tôn của nhân đạo và đông vương công thủ lĩnh của nam tiên đông vương công chết trong trận chiến tây vương mẫu há hốc cả miệng nôn ra một ngụm máu tươi ngay khi bà chuẩn bị dốc hết sức lực giết huyền vũ để trả thù cho đông vương công một luồng khí đen đột nhiên bùng phát từ phía nam huyền vũ đáng bị chảm trừ bác nhạc đại đế trước đây hay bác em m đại đế của hiện tại Thái Sơn Quân đã đến rồi. Thân là ngũ nhạc đồng khí tương liên, từ lúc Tây nhạc đại đế thân tử, hồn nhập vào hình ảnh phản chiếu Hoa Sơn, Thái Sơn đại đế đã có cảm nhận từ trước. Huống chi trong trận chiến này đệ tử nhân đạo đã chiến tử lên đến con số hơn trăm vạn, không biết đã bao nhiêu thần hồn quy về MT rồi, bác M đại đế không thể ngồi yên được nữa, lập tức đi gặp nữ đế. Trong quá khứ, ông là vị chính thần của nhân đạo, huống chi trận chiến này lại liên quan đến sinh tử, tồn vong của nhân đạo. Dù bây giờ ông ấy đã vạch ra ranh giới rõ ràng với nhân đạo, nhưng trung quy thì vẫn không thể cắt đứt nhân quả trong quá khứ với nhân đạo. Trong thần điện U Minh, cửu U Nữ Đế đã đợi sẵn ông ta. Trận chiến với huyền vũ không phải là chuyện nhỏ, bà vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến sự ở phương Bắc, nên đã lập tức đáp ứng yêu cầu của Đông Nhạc Đại Đế. Vỏ bọc của huyền vũ không thể xuyên thủng được, cho dù người có đến đó cùng lắm cũng chỉ có thể trấn áp chứ không thể tiêu diệt được nó. Cô muốn đề cử một người đi theo ngươi, chuyện diệt trừ Huyền Vũ sẽ rất có hy vọng. Ai, Trấn Ngục Hắc Long, có cô ấy nghênh chiến Huyền Vũ, có thể tiêu diệt thần hồn của nó. Đông Nhạc Đại Đế hiện thân đã lập tức thế chỗ đang khuyết ở phía đông, tiếp tục chống lại Huyền Vũ đang phóng thích ánh sáng hủy diệt. Có sự gia nhập của ông, đại trận ngũ nhạc lập tức thăng hoa, bùng nổ đến hình thái mạnh nhất, lấy mặt đất làm tù ngục để khóa chặt ánh sáng hủy diệt, khiến nó không thể trốn thoát được nữa mặc dù ánh sáng hủy diệt đã bị giam giữ chặt chẽ, nhưng đối phó với huyền vũ thì nhân đạo vẫn bất lực. Ánh sáng hủy diệt không chỉ chứa đựng tử ý u minh vô tận, mà còn ẩn chứa năng lượng hắc ám vô tận, một nhóm chính thần nhân đạo căn bản là không thể đột nhập vào để tiêu diệt huyền vũ. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên từ bầu trời phía nam. Liễu Chi Nhung trước đây là đệ tử ma đạo, giờ đây xuất hiện với tư cách là chấn ngục hắc long của MT. Sau khi Liễu Chi Nhung hiện thân, lập tức lao vào trung tâm luồng ánh sáng hủy diệt màu đen tìm thấy chân thân của huyền vũ và toàn lực quyết đấu với nó cô vốn là ám hắc chi long lại được mt phong là chấn mục hắc long bất luận là u minh tử khí hay năng lượng hắc ám cũng đều không thể làm cô bị thương dù chỉ một chút mà sẽ trở thành nguồn năng lượng cho cô ánh sáng hủy diệt màu đen che khuất mọi sự nhận biết thần nghiệp liên quan đến tình hình giao chiến của hai người họ cũng không thể nhìn ra được chỉ có thể dựa vào mức độ dung chuyển của mặt đất và cơn sóng thần dung chuyển đất trời mà đoán. Có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Huyền Vũ, mà tiếng gầm giống khi chiến đấu của Chấn Ngục Hắc Long ngày một lớn hơn. Rất hiển nhiên, sau khi Huyền Vũ liên tiếp bị thương nặng, thần hồn bị đốt cháy trở thành ánh sáng hủy diệt, thì nó đã không còn là đối thủ của Chấn Ngục Hắc Long nữa. Cuối cùng, cuộc chiến đấu dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Chỉ nghe thấy tiếng gầm của Chấn Ngục Hắc Long làm chấn động trời cao. Sau đó tất cả ánh sáng hủy diệt vô tận bị cô nuốt chửng vào bụng, chiến trường bừng sáng trở lại. Vỏ ngoài của Huyền Vũ vẫn còn đó, nhưng thần hồn của nó đã bị chấn ngục hắc long trục ra ngoài, đang được cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi có biết giết chết Huyền Vũ là phạm phải đại tội không? Huyền Vũ sắp chết nhưng vẫn mở miệng uy hiếp, ta sẽ không giết ngươi. Liễu Chi Nhung đáp lời, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta ra, cho dù ngươi trước đó có phạm phải tội lớn cỡ nào, sau này khi ngày phán xét đến thì thiên đạo cũng có thể tha thứ cho ngươi. Huyền Vũ nói, ô, ngươi sai rồi, ta nói ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn vĩnh viễn áp chế ngươi trong 18 tầng địa ngục, từ nay trở đi, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả tội ác của mình trong địa ngục. Nói xong, Liễu Chi Nhung bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng hắc ám từ thần hồn Huyền Vũ. Cho đến khi năng lượng hắc ám trong thần hồn Huyền Vũ hoàn toàn bị hút cạn kiệt, Liễu Chi Nhung tế xuất một bức tượng Huyền Vũ cỡ lòng bàn tay và phong ấn nó vào bên trong. Tượng Huyền Vũ này do chính tay cửu u nữ đế tự mình tạc thành, Bên trong chứa đựng một trận pháp trói buộc thần hồn được khắc bằng sức mạnh của lục đạo luân hồi, trừ khi lục đạo luân hồi hoàn toàn sụp đổ, nếu không Huyền Vũ cả đời cũng đừng mong có thể trốn thoát. Trước đây, khiên minh vương của châu khất có thể hấp thụ thần hồn và cai quản MT, giờ đây tượng thần hồn Huyền Vũ lại mạnh hơn gấp trăm lần so với khiên minh vương mà vỏ bọc của nó hóa thành. Có nó trấn áp ác quỷ trong địa ngục, không ai còn dám gây ra sóng gió gì. Trước khi tới đây nữ đế đã dặn dò sau khi tứ linh thần thú chết đi, thế giới tất nhiên ắt sẽ mất cân bằng. Trừ khi lưỡng nghi thánh thú trở về, nếu không thì chỉ có thể bị phong ấn chứ không thể giết chết được. Hơn nữa, lúc này, linh xà có sát khí mạnh nhất của huyền vũ cũng đã bị diệt, huyền quy có thể được MT sử dụng để chấn áp địa ngục. Hiện giờ MT đang hỗn loạn, nếu có huyền quy chấn thủ sẽ ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù sau khi Liễu Chi Nhung đến thì địa ngục cũng trở nên trong hơn nhiều, nhưng nữ đế biết rằng Liễu Chi Nhung đến cùng thì vẫn là đệ tử ma đạo, cô không thể ở lại mt mãi được sau khi làm tất cả những điều này liễu chi nhung biến thành hình dạng con người và bước tới chỗ tạ lưu vân ta biết trong lòng người phiền muộn muôn phần giờ ta sẽ theo chỉ định của nữ đế mang nó trở về mt người không thể để chính tay nhân đạo các người phục thù người có gì phản đối không nếu đã là mệnh lệnh của nữ đế người cứ mang đi đi tạ lưu vân còn chưa khỏi buồn thương trầm giọng đáp cảm ơn nhân đạo tổ sư lúc này trận chiến huyền vũ đã hoàn toàn kết thúc nhưng tai họa nhân gian thì vừa mới bắt đầu, ngay khi huyền vũ chết, bầu trời phía đông, phía nam và phía tây xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Mây xanh che khuất mặt trời ở phía đông, lửa cháy ngùn ngụt ở phía nam và sấm sét giữa trời quang ở phía tây. Rất hiển nhiên, ba con thần thú còn lại đều tức giận trước cái chết của huyền vũ, bắt đầu gióng chống khua chiên phất lên hiệu lệnh tấn công nhân gian. chương 1316, Nhân gian bạc đầu 1. Trận chiến của nhân đạo đã kết thúc, Toàn bộ đại quân Thiên Khiển Thần Thú Huyền Vũ cũng đã bị xóa sổ. Đối với tam giới nhân gian mà nói thì đây quả thực là một tin cực tốt, tuy nhiên, với dị tượng xuất hiện trên bầu trời ở các góc đông, nam và tây đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh lên niềm vui ở trong lòng mọi người, mây đen một lần nữa bao trùm lấy nhân gian. Cơn thịnh nộ của Huyền Vũ khiến toàn bộ biên cương phía Bắc kinh hãi, giờ đây tam đại thần thú đã đồng loạt ra tay, nỗi sợ hãi mà chúng mang đến cho nhân gian có thể tưởng tượng được. Quy Khư, Đông Hải dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh, mãn tọa y quan tự tuyết sao. Sao trong bài hạ tân lang của tân khí tật, ý nghĩa, lấy cảm hứng từ điển cố kinh kha ám sát tần vương, hai câu này khắc họa cảnh tượng tiến biệt bi tráng và cảm xúc đau đớn, bi ai vô tận trong giờ phút đưa tiến kinh kha, tương tự tình cảnh đệ tử ma đạo tiện yến tháp, hy hòa và ngạo phong. Hôm nay, các đệ tử ma đạo đều mặc một thân áo trắng đến tiện yến tháp, hy hòa và ngạo phong. Yến tháp và hy hòa tay trong tay bước đi, trong khi Ngạo Phong và A Lê lại dùng rằng không nỡ chia xa. Bạch Hổ tức giận, đất trời rung chuyển, Bạch Hổ ở phía Tây, chủ quản sát phạt, phía Tây là đất của canh kim, còn lôi nghĩa là lôi tiếp canh kim. Một con thần thú huyền vũ đã cắt đứt sinh cơ của côn, mặc dù khi linh xà đã bị diệt và đang bị trọng thương nhưng nó vẫn có thể gây ra thương vong nặng nề cho hàng trăm vạn đệ tử nhân đạo. Bây giờ thậm chí kẻ có sát tính cuồng bạo hơn cả huyền vũ ra trận, quả thực khiến người khác lo ngại điều quan trọng nhất là trận này ma đạo sẽ không cử quân đến tiếp viện nhân đạo tiên đạo và cả mt cũng sẽ không xuất quân ứng chiến với bạch hổ và thậm chí cả đội quân thiên khiển dưới trướng của nó chỉ có ba người yến tháp hi hòa và ngạo phong tổ long nguyên phượng và thủy kỳ lân đã có công tạo hóa khai mở ra nhân gian tổ long kiểm soát đại dương nguyên phượng quản lý bầu trời còn thủy kỳ lân nắm giữ đất liền năm xưa ngạo phong là một chàng trai chói gà không chặt nay sau một trận đánh ở thái cổ ma giới đã hóa thân thành đọa lạc ma long với sức chiến đấu vô tận sau khi thủy kỳ lân tái sinh nhờ vào viên long nguyên hắc long mà côn tặc sát ý dâng trào và sức chiến đấu của cậu cũng đã tăng lên đến đỉnh điểm vượt qua cả tổ tiên của thủy kỳ lân mà nguyên phượng sau khi liên tục niết bàn lực chiến đấu cũng đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong tổ tiên của nguyên phượng tam đại thần thú ai nấy cũng đều đã nâng cao lực chiến của mình đến cảnh giới năm xưa khai thiên lập địa Họ là tiêu chuẩn sức mạnh chiến đấu của ma đạo cũng đồng thời là niềm hy vọng của toàn bộ nhân gian, chiến lược mà ba người hợp lực ngưng tụ ra cũng đã vượt xa sức mạnh vận mệnh mà tôi đang nắm giữ. Sức mạnh của lục đạo luân hồi là dựa vào niềm tin của chúng sinh, sức mạnh vận mệnh là sự ban tặng của vận mệnh, mà chiến lược của tam đại hỗn độn thần thú là uy lực hồng hoang, công lực tạo hóa mà đất trời nhân gian dành tặng cho họ. Nói một cách đơn giản thì tam đại hỗn độn thần thú đại diện cho trật tự của nhân gian, là người bảo vệ đất trời nhân gian, vạn tượng tự nhiên, ma đạo tập hợp đại quân ngàn vạn tại cổng giới quy khư của đông hải để tiến tam đại thần thú lên đường ai nấy cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng trận chiến với bạch hổ không phải là thứ mà các đệ tử ma đạo bình thường có thể can thiệp vào cho dù có mạnh mẽ như bắc minh tú hay a lê họ cũng chỉ có thể ở lại quy khư và quan sát trận chiến ma đạo đã từng rút kiếm thị uy ở đông hải nhưng giờ đại quân tập hợp cũng chỉ để tiến đưa bầu không khí có phần trầm buồn nhưng tinh thần chiến đấu vẫn không hề suy giảm đi chút nào Thiên đường ở bên trái, Ma đạo ở bên phải. Không biết ai đã khẽ thì thầm một câu, sau đó âm thanh đã nhanh chóng truyền khắp Thiên quân vạn mã. Trước khi rời đi, các người có lời gì muốn nói với hàng ngàn đệ tử Ma đạo trước mặt không? Tôi nhìn một lượt ba người rồi hỏi. Yến Tháp nhìn sang Hi Hòa, Hi Hòa mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Ánh mắt của Ngạo Phong đều đổ dồn về phía A Lê, lời tôi nói dường như chẳng nghe lọt tai chữ nào. Thấy vậy, Yến Tháp nghĩ đi nghĩ lại rồi trả lời tôi, đợi bọn ta về nhà. Thanh âm của Yến Tháp không lớn, nhưng những lời này vừa nói ra, lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ trong đại quân Ma đạo. Bất luận là Thiên đạo bên trái, Ma đạo bên phải hay đệ tử Ma đạo, vạn thế thiên hồng thì ý nghĩa dành cho họ đều là sự cuồng nhiệt và bi tráng. Ngược lại, câu chờ bọn ta về nhà này lại tràn đầy hy vọng. Chương 1317, Nhân gian bạc đầu 2. Thảm họa diệt thế sắp xảy đến, nỗi sợ hãi treo lơ lửng trong lòng tất cả chúng sinh, điều hiện giờ chúng sinh cần nhất chính là hy vọng. Quy Khư là ngôi nhà chung của chúng ta, bọn ta luôn là anh chị em của các cô cậu, dù cho ba người gặp khó khăn đến mấy, hãy nhớ rằng bọn ta luôn ở đây chờ đợi ba người trở về. Khương Tuyết Dương nói, Khương Tướng, hãy chăm sóc cho A Lê, ngạo phong thì thầm, em thì có gì phải chăm lo chứ. Ngược lại là anh, đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất mà đôi mắt còn đỏ hơn cả em. A Lê bĩu môi nói, anh cũng không muốn, nhưng anh không kiềm nén được dù đã trở thành đọa lạc ma long nhưng ngạo phong khi đứng trước A Lê vẫn trong sáng thanh thuần như một chàng thiếu niên. Có một loại trái tim gọi là trái tim hướng về người yêu. Dù có bị vấy bẩn bao nhiêu tội lỗi, dù có đổ sát bao nhiêu sinh linh, thì vẫn luôn có một người có thể khiến trái tim này trở lại như thuở ban đầu. Trước đây, nỗi lo của tôi với Ngạo Phong tất cả cũng chỉ là lo lắng vô cớ, là rồi đã đánh giá thấp tình cảm của Ngạo Phong dành cho A Lê. Từ trên người của Ngạo Phong, tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của Thùy Họa ngạo phong đối xử với a lê như thế này thùy họa với tôi thì cũng có khác gì đâu chỉ trách tôi quá đa tình không cách nào chung tình với một mình cô nên mới phớt lờ nội tâm của cô ấy nghĩ đến đây tôi lại áy náy không thôi đi đi dũng sĩ của em em sẽ luôn chờ đợi anh a lê nhìn ngạo phong nghiêm túc nói được anh nhất định sẽ trở về ngạo phong ưỡn ngực nói ngạo phong a lê mà đạo nợ hai người một đám cưới đợi khi cậu trở về mặc kệ khi nào trận chiến với thiên đạo bắt đầu chỉ cần cậu trở về, ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng cho hai người. Tôi nói, e hèm, đạo tổ, đừng quên còn có Hy Hòa và ta nữa. Yến tháp kéo tay Hy Hòa nói, ai nói em sẽ gả cho anh. Hy Hòa trừng mắt nhìn cậu nói, nhược giao vãn để vô ly hận, bất tin nhân gian hữu bạch đầu sao. Sao bài thơ giá cô thiên đại nhân phú kỳ hai của tân khí tật, ý nghĩa, nếu trong mắt không có nỗi đau ly hận thì chẳng hay nhân gian sầu bạc tóc. Trong lần chia tay này, không biết có bao nhiêu đệ tử Ma đạo đã âm thầm rơi nước mắt. Người khóc nhiều nhất đương nhiên là A Lê, ở trước mặt Ngạo Phong cô đã kìm nén nỗi buồn chia ly, nhưng khi Ngạo Phong hóa rồng bay về hướng Tây thì cô đã không khỏi tự ôm mình mà khóc, thoải mái bật khóc to hết cỡ. Kết quả của trận chiến Bạch Hổ vẫn chưa rõ, sự sống chết của ba người họ cũng không gì là chắc chắn. Trận chiến với Thiên đạo chỉ vừa mới bắt đầu, chúng tôi sẽ có những kẻ thù mạnh hơn ở phía trước. Nhân gian hữu tình bi bạch phát, Thiên đạo vô ý liễu thương tan. Chiến tranh không kết thúc thì tai họa không dứt, chúng ta chỉ có thể như vậy. Tôi đã quen với việc nhìn thấy sinh tử và ly biệt, trái tim tôi không còn dễ dàng mất kiểm soát như lúc ban đầu nữa, chỉ có một nỗi bi thương mơ hồ. Tuyết Dương sau khi đưa mọi người về quy khư, cô ấy ở lại với tôi. Ngoài cô ấy ra, không ai biết rằng hôm nay cũng là ngày chia ly của tôi. Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước đều cùng nhau hành động, ngày mà Tổ Long, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân nghênh chiến với Bạch Hổ, thì cũng là ngày tôi một mình đấu với Chu Tước chúng tôi đứng cạnh nhau không nói một lời không phải là không có gì để nói mà là cả hai chúng tôi đều đang lắng nghe trái tim mình chờ đợi một khoảnh khắc tinh tế cuối cùng màn đêm buông xuống và vầng trăng sáng dần mọc lên trên mặt biển thấy vậy tuyết dương chào tạm biệt tôi tạ lan tất cả những gì em muốn nói đều ở trong ánh trăng sáng này anh hiểu hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng thử thời sao sao trăng sáng treo trên biển cả góc trời cùng soi chung cái khương tuyết dương muốn nói chính là câu này Cô ấy hy vọng tôi có thể trở về cùng cô ấy ngắm vầng trăng này. Nếu anh không quay lại, em và toàn bộ quy khư sẽ bồi táng cùng anh, giống như khi tham lang hộ pháp thiên tôn làm chìm đảo kim ngao vậy, cô ấy có thể thì em cũng có thể. Ừm, anh biết, vậy anh có lời nào muốn nói với em không? Tuyết Dương hỏi, ừ, nhưng anh sợ nếu nói ra sẽ làm em thêm khó chịu. Nói, hôm nay dù anh nói cái gì, em đều sẽ cẩn thận lắng nghe. Anh yêu em, nói xong, tôi không nhìn phản ứng của Tuyết Dương trực tiếp ngựa kiếm bay về bầu trời phía nam. Chương 1318, liệt diễm chi vương 1. Trong đạo tàng có ghi chép, chu tước là nhật trung tinh điểu. Phương nam, chu tước có tròm sao gồm 7 ngôi, hợp thành hình con chim trên bầu trời. Cùng với Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ được liệt vào danh sách tứ linh của trời, để sửa chính bốn phương. Về phần chu tước và phượng hoàng, người đời thường hay có sự hiểu lầm. Nói rằng phượng hoàng thì ngũ sắc, còn độc mỗi màu đỏ là chu tước người ta cũng nói rằng Phượng Hoàng là vua của các loài chim, vậy nên Chu Tước cũng nên thần phục trước Phượng Hoàng. Tử khí tràn ngập trong huyền quan của tôi, như thể nó có một loại phong ấn nào đó. Trong trận chiến với đế thích thiên, phong ấn do sự xâm nhập của hỗn độn thần lôi mà nới lỏng đi một chút, nhưng cũng không thực sự được giải phong ấn. Cũng giống như bình minh, giữa lúc đêm tối và ánh sáng giao nhau luôn cách một vệt sương mù che đậy. Thần đình mở ra, tôi hiến tế toàn bộ huyền quan. Mỗi một huyền quan đều là một thế giới nhỏ, nhưng huyền quan của tôi quá rộng lớn và vô tận nên tôi không thể hiến tế ra hết chỉ có thể mở ra một cánh cổng trước khi chu tước tấn công sau đó chim thần chu tước không thể kìm mình mà lao vào bên trong ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của chim thần chu tước huyền quan bắt đầu tăng cao nhiệt độ vô số cầu lửa từ trên trời rơi xuống khi chạm đất biến thành ngọn lửa rồi trong phút chốc biến thành biển lửa đã từng có lúc kiếm ý của tôi hóa tuyết huyền quan phủ đầy lớp tuyết dày nhưng hôm nay, biển lửa vô tận thiêu đốt toàn bộ huyền quan từ trên trời xuống đất. Ngọn lửa hủy diệt của hỏa vương có thể thiêu rụi vạn vật trên thế gian. Ngọn lửa hủy diệt rực cháy dường như đang phát điên, cuốn bay theo gió, nuốt chửng mọi thứ không một chút kiềm chế. Ngọn lửa đỏ đó giống như một chiếc bút lông đỏ đang rực cháy, khiến mọi thứ nó chạm vào đều tô lên một màu mực đen. Thiêu đốt đến sương mù tan đi, những đám mây bồng bềnh thì biến mất. Thiêu đốt đến sao trời ảm đạm tắt sáng, mặt đất khoác lên màu đỏ rực, Trước ngọn lửa hủy diệt, vạn vật sống đều biến thành cát bụi, sau khi đốt cháy chỉ còn lại mặt đất khô cằn cùng cho tàn. Bên trong huyền quan không còn chút vết tích hơi ẩm của nước nữa, như thể huyền quan của tôi đã trở thành nguồn lửa của chu tước. Tôi cẩn thận lắng nghe, nghe thấy bên trong huyền quan truyền ra tiếng mặt đất rên rỉ đau khổ, nhìn thấy những đỉnh núi bị ngọn lửa thiêu rụi thành dòng dung nham, tôi còn thấy nước biển bị ngọn lửa đun sôi bốc hơi khô cạn, cuối cùng biến thành biển lửa. Trong ngọn lửa vô tận, chỉ có cờ chiêu hồn ma đạo vẫn đứng yên lạnh lẽo và nặng nề ở một chỗ còn chim thần chu tước vốn đang không có nơi nào để trút giận đã nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của cờ chiêu hồn thấy vậy trong lòng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cờ chiêu hồn của ma đạo đã bị hủy diệt một lần tôi thực sự lo lắng liệu nó có bị ngọn lửa thiêu dụi lần nữa hay không nếu không cờ chiêu hồn cho dù tôi dùng huyền quan để bẫy chim thần chu tước đối với ma đạo mà nói thì cũng là một tổn thất rất lớn Ngọn lửa hủy diệt của Chu Tước bắt đầu lần lượt càn quét cờ chiêu hồn, cờ chiêu hồn đen kịt dưới sự tác động của ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc cháy cũng phát ra âm thanh phần phật. Hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn đã biến mất, ý chí anh linh của đệ tử ma đạo của tôi cũng đã đồng quy cùng với hình ảnh phản chiếu thần niệm cuối cùng của ma đạo tổ sư. Tuy nhiên, nhìn thấy nó bị lửa thiêu rụi vẫn khiến tôi vô cùng đau buồn. Không ai biết nguồn gốc thực sự của cờ chiêu hồn ma đạo, họ chỉ biết rằng nó được chính tay ma đạo tổ sư tạo ra và nữ đế thêu lên hình hoa bỉ ngạn. Cờ chiêu hồn tượng trưng cho khí số của Ma đạo, khi ngọn lửa bùng cháy, tôi dường như cảm thấy khí số của Ma đạo đang dần suy giảm, lúc này, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã mắc phải một sai lầm lớn cỡ nào. Sở dĩ ngọn lửa không đốt cờ chiêu hồn ngay từ phút đầu tiên là vì khí số Ma đạo vẫn còn đó. Giờ đây, thứ bị đốt cháy trong ngọn lửa đó không phải là bản thân cờ chiêu hồn, mà là khí số của Ma đạo. Giống như vận mệnh vậy, khí tồn tại trong sự vô định không thể trông thấy thậm chí khí số còn có thể đảo ngược những tai họa mà vận mệnh mang lại chỉ cần khí số cường thịnh thì rất nhiều tai họa có thể được hóa giải và tiêu tan vào trong vô định mà nếu khí số không còn nữa chỉ một hành động hiểm độc của vận mệnh cũng có thể khiến ma đạo sụp đổ vận mệnh như vậy thiên đạo cũng như thế cờ chiêu hồn là chỗ dựa cuối cùng chống lại vận mệnh cùng thiên đạo nếu cờ chiêu hồn bị đốt trụi ma đạo sẽ không còn khả năng độc lập giữa trời đất nữa hoặc là đầu hàng trước thiên đạo hoặc đầu hàng trước vận mệnh Bên trái là địa ngục mà bên phải cũng là địa ngục, trái phải của ma đạo cũng đều sai. Thế nhưng, bây giờ tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lá cờ chiêu hồn bị ngọn lửa hủy diệt thiêu cháy. Cái gọi là chiến hồn bất diệt, trước ngọn lửa hủy diệt thì cũng yếu ớt vô cùng. Mà tôi cũng chưa bao giờ thực sự làm chủ được sức mạnh bên trong huyền quan, không thể dập tắt ngọn lửa do chim thần chu tước gieo rắc. Huyền quan là vô biên vô tận, biển lửa của chu tước thần điều cũng vô biên vô trận như vậy mà cờ chiêu hồn bị cô lập trong biển lửa giống như ngọn đèn dầu đơn độc trong cơn bão, lúc nào cũng có nguy cơ bị dập tắt. chương 1319, Liệt Diễm Chi Vương 2 Khí số ma đạo đang điên cuồng lao dốc, tôi có thể cảm nhận được, những đệ tử ma đạo ở Quy Khư cũng có thể cảm nhận được. Trong khi huyền quan của tôi bị ngọn liệt diễm thiêu rụi, ở Quy Khư bắt đầu xuất hiện những thiên tượng mang điểm báo cực kỳ xấu. Nước biển tràn vào, mặt đất rung chuyển, mây đen đè xuống núi bất chu, sấm sét cuồn cuộn ập đến. Quỷ thần không yên, bách thú kêu rên, vạn tộc chúng sinh ở quy khư lúc này đều nhìn lên bầu trời với vẻ sợ hãi và bất an, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với quy khư. Khương Tuyết Dương sắc mặt âm trầm như nước, sau khi tôi rời khỏi quy khư, cô ấy cầm kiếm leo lên đỉnh núi Bất Chu, đồng thời kích hoạt lực lượng bảo vệ của trận Vạn Tiên. Tuyết Dương, đã xảy ra chuyện gì? Phong chủ tiến tới hỏi. Khí số ma đạo đang suy giảm. Khương Tuyết Dương trầm giọng trả lời, có liên quan đến đạo tổ sao? Con không tính ra được vấn đề nằm ở đâu, con chỉ biết rằng tình hình hiện tại của Quy Khư cũng giống như Đảo Kim Ngao năm đó. Đảo Kim Ngao? Ý con là Quy Khư cũng có nguy cơ bị nhấn chìm? Phong chủ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thế hệ sau tin rằng chính Tham Lam hộ pháp Thiên Tôn đảo ngược trận pháp vạn tiên khiến Đảo Kim Ngao bị chìm, thật ra thì không phải vậy. Cho dù Tham Lam hộ pháp Thiên Tôn có quyết tâm tìm cái chết, bà ấy cũng sẽ không lôi theo trăm vạn đệ tử ma đạo tuấn táng nguyên nhân thực sự dẫn đến đảo kim ngao bị chìm là do khí số ma đạo cạn kiệt tham lam hộ pháp thiên tôn trong cơn giận dữ đã nghịch chuyển trận vạn tiên đẩy nhanh quá trình đảo kim ngao chìm xuống đáy biển khí số ma đạo trong thời gian ngắn có thể giảm đi nhiều như vậy xem ra nhất định có liên quan đến đạo tổ phong chủ thở dài một hơi nói khương tướng lẽ nào chúng ta có thể chỉ nhìn đạo tổ gặp nạn mà ngồi yên không làm gì sao a à, lê hỏi không phải là chúng ta bỏ mặc không lo mà là chúng ta căn bản không có khả năng can thiệp vào. Chu Tước là một trong tứ đại thần thú chấn thiên, mỗi một động tính đều có quan hệ mật thiết với quy luật thiên địa, thậm chí là cả thiên đạo không thể hoàn toàn chi phối ý chí của Chu Tước. Đạo Tổ có thể một mình chiến đấu với chim thần Chu Tước, thứ dựa vào chính là sức mạnh bảo vệ của vận mệnh chứ không phải công lực của một mình anh ấy. Năm đó trong ma đạo có rất nhiều người tài giỏi, Bắc Minh Tú, Nguyệt Thần, Lưu Phong Sương, Sát Thần Lâm Thanh Thủy, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai và phong chủ cùng những người khác có không là tướng lĩnh chủ chiến một phương chứ. Ấy vậy mà, ngay khi trận chiến với Thiên đạo bắt đầu, rất nhiều người chỉ có thể rút lui về hậu phương. Dưới mắt Thiên đạo, ai cũng chỉ là đám sâu bọ nhỏ bé. Bất kể ngươi là Thiên Tôn hay đạo tổ, người mạnh mẽ như thái cổ thần ma thì cũng không dám tự mình chiến đấu, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Mặc dù ma đạo tôi có chiến tướng hùng tâm không suy giảm, ngọn lửa chiến ý bất diệt và dũng cảm không sợ chết, nhưng trước sự tồn tại của tứ linh chấn thiên thậm chí đến tư cách để tham chiến cũng không có. Ma đạo là vậy, thiên đạo cũng thế, nhân đạo cũng chẳng khác, MT cũng không ngoại lệ, chúng sinh đều như vậy. Trong trận chiến phong thần năm đó, thiên tôn trước khi ra tay đã phải cân nhắc đến tai họa mà sẽ gây ra cho nhân gian, một trận chiến ở cấp độ tứ linh thần thú, chỉ cần có chút bất cẩn đã có thể dẫn đến dị tượng hỗn độn, đây không phải là điều mà chiến lực phàm trần có thể can thiệp vào nếu không thiên đạo sẽ không để họ đến hủy diệt thế giới may mắn thay quy luật thiên địa cũng không phải đều được viết lại theo ý thiên đạo dù nhân gian nguy hiểm vô cùng vẫn có được biện pháp đối phó côn đã ngăn cản huyền vũ thanh long được thiên đình ứng phó bạch hổ giao cho tổ long nguyên phượng và thủy kỳ lân còn tôi sẽ đối phó với chu tước bốn phương này chỉ cần một phương thất bại thứ mất đi chính là một nửa nhân gian thế nhưng đạo tổ có thể đánh bại chim thần chu tước không sau khi im lặng một lúc A Lê đã cất tiếng hỏi. Đạo tổ có thể đánh bại Chu Tước hay không, còn phải xem khí số ma đạo có thể kiên trì được bao lâu, mạng của đạo tổ có liên quan mật thiết đến tổ đình ma đạo. Khương Tuyết Dương đáp, nói cách khác, nếu quy khư chìm xuống, anh Tạ Lan cũng không thể quay trở lại sao. A Lê đang nói giờ câu, mặt đất ở quy khư bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nước biển biên cuồng tràn vào, ngọn núi núi tiếp nhau sụp đổ, chim bay tan tác, bách thú chạy về nhân gian, Núi Bất Chu cũng liên tiếp dung chuyển vài lần, cũng rất rõ ràng đã chìm xuống dưới lòng đất vài phần. Núi Bất Chu là trụ cột chống trời của Quy Khư, việc núi Bất Chu chìm xuống cho thấy toàn bộ Quy Khư cũng đang chìm xuống. Khương Tuyết Dương và những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhưng chỉ có thể đè nén sự lo lắng thấp thỏm trong lòng, lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì thực sự họ không thể làm gì hơn được, không biết lúc nào, như nhận thức được sự nguy hiểm của Quy Khư, đại quân ma đạo bắt đầu tập trung dưới chân núi. Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương mỗi người chỉ huy quân đội của mình, toàn bộ quân lực ma đạo đều tập hợp lại. Ngàn vạn đệ tử ma đạo, ai nấy cũng đồng lòng, ngưng tụ một sức mạnh vô hình, ánh mắt kiên định như trước. Đồng thanh hét lên, thiên địa không đổi, ma đạo bất diệt. Tuy nhiên, ngay cả khi các đệ tử ma đạo ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng, họ vẫn không thể ngăn chặn sự suy giảm của khí số dù cho biết rõ nơi lòng dân hướng về thì thiên đạo sẽ né tránh nhưng sức mạnh đức tin của các đệ tử ma đạo hoàn toàn không thể chống lại nguy cơ từ ngọn liệt diễm của chim thần chu tước lên cờ chiêu hồn ma đạo cuối cùng cờ chiêu hồn bắt đầu bốc cháy lúc đầu chỉ là một góc sau đó là mặt trước bị lửa bao trùm hoàn toàn thứ gọi là ma đạo cao thâm này cũng chẳng chịu nổi một đòn âm thanh thần niệm rất lớn của chu tước truyền ra từ trong huyền quan nhìn cờ chiêu hồn cháy rực sáng tôi thấy lòng đau xót khôn tả chẳng lẽ khí số ma đạo thật sự đã đi đến tận cùng rồi sao? Nếu cờ chiêu hồn bị cháy trụi, ma đạo sẽ mất đi sự bảo vệ cuối cùng, suy vong là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Cờ chiêu hồn đen kịt đã bị ngọn lửa đốt đỏ rực, tưởng chừng như còn nguyên vẹn nhưng lúc nào cũng có nguy cơ hóa thành cho bụi. Liệt diễm đang bốc cháy, đồng thời cũng như đốt cả tim tôi. Sau một thời gian dài không lên tiếng, chim thần chu tước như mất kiên nhẫn, phun ra tinh hoa của lửa nhằm thiêu rụi cờ chiêu hồn. Đúng vào lúc này, trên cờ chiêu hồn đột nhiên xuất hiện một hình cá âm dương. Nhìn thấy cá âm dương làm tôi nhớ đến các con của tôi. Tạ Mạt và Tạ Lăng, chương 1320, phòng ấn Chu Tước một. Nhắc tới hai đứa trẻ, trong lòng tôi tràn ngập hổ thẹn. Tôi có lẽ là kẻ không xứng đáng làm cha nhất trên đời này, tôi mới chỉ ôm Tạ Mạt có hai lần, thậm chí cho tới bây giờ tôi còn chưa tận mắt nhìn thấy Tạ lãng chỉ biết rằng nó được vì họa mang tới vùng đất em mờ Dương diệt việt nó được thùy họa mang đi tôi rất yên tâm bởi vì tôi tin thùy họa nhất định có thể bảo vệ nó thật tốt chỉ là trong lòng tôi thấy tiếc nuối vì chưa từng được nhìn con mình lấy một lần cho tới nay tôi và mộ dung nguyên duệ vẫn chưa làm lễ chu công một thế nhưng tạ mặt và tạ lãng lại được sinh ra từ huyết khí của tôi trên người bọn chúng đang chảy dòng máu của tôi không những thế vào lúc lũ trẻ ra đời cờ chiêu hồn đã đưa ra thần niệm thông cáo vô cùng rõ ràng rằng bọn trẻ chính là thánh tử và thánh nữ của ma đạo một lễ chu công ý chỉ làm chuyện vợ chồng lúc này cờ chiêu hồn sắp sửa bị ngọn lửa hủy diệt của chu tước thiêu đốt trên lá cờ bất ngờ lóe lên đồ án âm dương m dương ngư hai vừa hiện hình liền bắt đầu xoay tròn hai m dương ngư chỉ phần trung tâm của thái cực đồ tức bản đồ âm dương hắc bạch xen nhau càng xoay càng nhanh cuối cùng biến thành một vòng xoáy hỗn độn sau khi vòng xoáy hỗn độn hình thành liền bắt đầu điên cuồng nuốt chừng ngọn lửa hủy diệt do thần điều chu tước phun ra ngọn lửa trên cờ chiêu hồn rất nhanh liền bị nuốt sạch nhìn thấy vậy chu tước vẫn nộ kêu lên, điên cuồng thiêu đốt tinh hoa trong cơ thể và phun ra chân hỏa bất diệt. Tứ linh thần thú đều là những đại thú chấn giữ bầu trời, thay thế cho hai vị thánh thú để duy trì pháp tắc tứ cực trời đất trong vũ trụ. Chúng dựa vào sức mạnh của tinh tú bốn phương để hóa hình thú, sau lại được thiên đạo khai mở linh thức rồi gia nhập dưới chướng ông ta. Tinh hoa trong cơ thể của tứ linh thần thú vốn là do bao nhiêu năm tháng tu hành sau khi khai mở linh thức mới có được, nó thuộc về sức mạnh hậu thiên ba của bọn chúng ba sức mạnh hậu thiên chỉ sức mạnh không phải do bẩm sinh mà có lúc này chu tước đang phẫn nộ không thèm để ý đến tinh hoa trong cơ thể liên tục hóa thành chân hỏa bất diệt thể sẽ thiêu cờ chiêu hồn ra làm cho bụi thế nhưng bất kể nó có phun ra bao nhiêu thì vòng xoáy hỗn độn do em mờ dương ngư hóa thành đều nuốt chừng tất cả chu tước lại gầm lên giận dữ một lần nữa điên cuồng giải phóng sức mạnh tinh hoa trong cơ thể tuy nhiên tất cả mọi nỗ lực của nó đều đã định sẵn là tốn công vô ích Mãi cho đến khi toàn bộ sức mạnh tinh hoa trong cơ thể đã khô cạn, thần điều chu tước mới chợt nhận ra rằng chỉ cần năng lượng của vòng xoáy hỗn độn còn tồn tại, nó sẽ vĩnh viễn không thể đốt cháy cờ chiêu hồn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thần điều chu tước lầm bầm hỏi. Thân là thú linh chấn giữ bầu trời, ta cứ nghĩ ngươi đã sớm nhận ra rồi chứ? Tôi dùng thần niệm hồi đáp, đây là sức mạnh của U Huỳnh Trúc Chiếu. Không sai, trong thế giới cổ xưa có vị thần vĩ đại, Trúc Chiếu và U Huỳnh. Không, chuyện này không có khả năng, u huỳnh và trúc chiếu thuộc về thiên đạo làm sao có thể trở thành khí số của ma đạo kia chứ có lẽ rất lâu rất lâu trước đây u huỳnh và trúc chiếu chỉ chiến đấu vì thiên đạo thế nhưng giờ đây bọn họ thuộc về ma đạo vì cớ gì thần điều chu tước hỏi bởi vì bất kể trước đây thân phận của bọn họ là thế nào giờ đây họ chính là con của ta là thánh tử và thánh nữ của ma đạo chu tước im lặng trầm tư một hồi lâu mới nói ta hiểu rồi chẳng trách thiên đạo lại có thể thuận lợi thoát khỏi nhân quả tại nhân gian như vậy hóa ra bọn họ đã dáng thế rồi. Có điều nhà ngươi cũng đừng có đắc ý quá, cho đùa của vận mệnh đứng trước số phận chẳng đáng nhắc tới. Bọn họ thuộc về thiên đạo, quá khứ và tương lai đều như vậy, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Hiện giờ sở dĩ thiên đạo vẫn chưa chịu hoán bọn họ hoàn toàn là vì sự tồn tại của bốn kẻ chúng ta. Liên quan đến vấn đề này, trước đây tôi đã cùng Mộ Dung Nguyên Duệ phân tích qua. Suy nghĩ của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng giống với Chu Tước, cô ấy cho rằng sự tồn tại của hai thánh thú sẽ xung đột với tứ linh thần thú, bọn họ không thể cùng tồn tại. Lúc này hai thánh thú còn chưa trưởng thành, sức mạnh còn cách tứ linh thần thú rất xa, vì vậy mà thiên đạo mới lựa chọn tứ linh thần thú, bỏ qua cho hai thánh thú. Một khi thánh thú trưởng thành, thiên đạo nhất định sẽ ra tay với hai đứa nó. Đây quả thực là số phận, thế nhưng số phận cũng không phải là không thể thay đổi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã tôi không tin thiên đạo có thể dễ dàng xóa bỏ quan hệ nhân luân mang tính nhân quả giữa tôi và hai thánh thú. Dứt lời chu tước thần điều liền bay lên bầu trời, định chạy trốn khỏi huyền quan của tôi. Chính trong lúc này vòng xoáy hỗn độn do âm dương ngư hóa thành đột nhiên bạo phát ra một lực hấp dẫn cực kỳ ghê gớm, cho chặt lấy cơ thể của chu tước. Mặc cho chu tước xài cánh chín vạn dặm cũng không thể nào thoát khỏi sợi xiềng xích này. Chu tước cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm, vội vã triệu hóa biển lửa vô biên mà nó đã giải phóng trong huyền quan, muốn mượn ngọn lửa hủy diệt này để thoát hiểm. Thế nhưng ngay cả chân hỏa bất diệt của nó còn chẳng thể đối phó với vòng xoáy hỗn độn, ngọn lửa hủy diệt này đương nhiên lại càng không thể. Vòng xoáy hỗn độn tốc độ như chấp, rất nhanh liền đem toàn bộ ngọn lửa hủy diệt trong huyền quan nuốt sạch. Sau đó hai cỗ sức mạnh cuồn cuộn không thể cưỡng lại tiếp tục lôi kéo thân thú khổng lồ của Chu Tước. Chương 1321, phong ấn Chu Tước 2. Thân điều Chu Tước liều mạng chống trả, lồng vũ hóa thành hỏa viêm rơi xuống, thế nhưng vẫn không thể tiến về phía trước dù chỉ một bước. Cuối cùng Chu Tước hao kiệt toàn bộ thần lực, không còn cách nào chống lại lực kéo mạnh mẽ của vòng xoáy hỗn độn, thân thú khổng lồ bắt đầu bị thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm bị vòng xoáy hỗn độn hút vào bên trong. Lúc này trong lòng tôi vô cùng chấn động, kết quả mà tôi mong muốn là dùng huyền quan của mình để phong ấn Chu Tước, thế nhưng giờ đây vòng xoáy hỗn độn lại đem thần điều Chu Tước nuốt chừng. Nếu như Chu Tước chết rồi, vậy thì pháp tắc trời đất nhất định sẽ mất cân bằng, chuyện này đối với nhân gian hay vũ trụ hư không mà nói đều là một biến số vô cùng hung hiểm. Trong lúc tôi đang u sầu về việc này, vòng xoáy hỗn độn liền ngừng xoay, an tĩnh trở lại, cuối cùng lại hóa thành hai đạo trắng đen em mờ dương ngư trên cờ chiêu hồn, như thể chúng sẽ không bao giờ biến mất. Tôi cố gắng cảm nhận những thay đổi của cờ chiêu hồn, thế nhưng vô tình lại chạm phải ý chí không cam tâm của Chu Tước, hóa ra thần điều Chu Tước không chết mà bị mắc kẹt trong thế giới đằng sau lá cờ chiêu hồn, thế giới ấy là một đại dương minh mông cuồn cuộn, thần điều chu tước vốn chấp trưởng hỏa viêm, lúc này đây lại bị trầm mình trong biển nước vô biên, dáng vẻ thê thảm vô cùng, lông vũ trên mình đều bị nước biển làm cho ướt sũng. Người xưa vẫn nói phượng hoàng dụng lông chẳng bằng gà, lúc này chu tước lại nhếch nhác như vậy, điều này với nó mà nói quả thực là sự sỉ nhục không thể chịu đựng nổi. Mà đạo tổ sư, mau thả ta ra, ta là đại thú chấn trời, ngay cả huyền vũ cũng không dám sỉ nhục ta như thế này. Chu Tước phẫn nộ vô cùng, điên cuồng gào thét, người cũng biết điều này là không thể, trừ phi, trừ phi thế nào, trừ phi ngươi bằng lòng ở lại trong huyền quan của ta, gia nhập ma đạo, trở thành đệ tử ma đạo. Ha ha, ta đường đường là đại thú chấn trời, ma đạo thì là cái thá gì chứ? Chu Tước khinh thường gầm lên, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, trong mắt của ma đạo, ngay cả thiên đạo cũng chỉ được coi là một người trong chúng sinh mà thôi. Chu Tước đương nhiên không cam tâm bị tôi thuyết phục, liều mạng vẫy vùng chống trả trong làn nước. Đáng tiếc lúc này sức mạnh của nó đã không còn, tinh hoa trong cơ thể cũng sớm hóa thành chân hỏa bất diệt đã bị vòng xoáy hỗn độn nuốt sạch, ngoại trừ dựa vào thú thân khổng lồ để vùng vẫy trong biển nước ra thì chẳng làm được gì khác, ngay cả vỗ cánh bay lên trời cao cũng không thể. Thế giới đằng sau lá cờ chiêu hồn đã trực tiếp tước đoạt sức mạnh phi hành thần thông của nó. Nó vùng vẫy hết đợt này đến đợt khác tạo thành mấy đợt sóng lớn dữ dội trên mặt biển, mãi cho đến khi gân cốt mệt nhoài, sức cùng lực kiệt, nó nổi trên mặt nước thở hổn hển chẳng khác nào một con cá chết. Tôi vẫn như trước chẳng thèm để ý đến nó, để mặc nó cứ chìm nổi trên biển. Cuối cùng, thần điều chu tước sau khi bị sặc mấy ngụm nước biển ý chí liền bắt đầu dao động. Tứ linh thần thú và lưỡng nghi thánh thú không thể cùng tồn tại, người đã có u huỳnh và trúc chiếu, ta làm sao có thể làm đệ tử ma đạo được chứ? Chu tước nói, không làm đệ tử ma đạo cũng được, thế nhưng ngươi mãi mãi phải ở lại trong huyền quan của ta. Ha ha, mà đạo tổ sư, ta biết ngươi có ý gì, huyền quan của ngươi nhìn có vẻ minh mông cuồn cuộn, kỳ thực là một mảnh im lặng chết chóc, ngươi muốn ta ở lại đây để làm ngọn lửa sinh mệnh. Ngươi nói không sai, tôi không hề phủ nhân, muốn ta ở lại cũng được, thế nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều. Là chuyện gì, nếu có một ngày huyền quan của ngươi có thể hóa thành thế giới, vậy thì ta muốn chúng sinh trong đó phong ta làm vị vua của sinh mệnh ngươi là ngọn lửa sinh mệnh cho dù có chúng sinh thì cũng đều là nhờ cả ở ngươi đương nhiên ngươi hoàn toàn xứng đáng trở thành vị vua của sinh mệnh điều này không một ai có thể cướp đoạt hơn nữa ta còn có thể thề rằng ngươi sẽ cùng tồn tại với huyền quan của ta chỉ cần huyền quan còn đó ngươi nhất định có thể vĩnh sinh bất tử bốn bốn vĩnh sinh bất tử vĩnh viễn không chết được ta đồng ý với ngươi bây giờ mau thả ta ra đi sau khi thần điều chu tước đồng ý tôi dùng thần niệm giao tiếp với cờ chiêu hồn thả nó ra ngoài Chu Tước từ trong lá cờ bay ra, trông nhỏ bé xinh xắn chẳng khác nào một con chim sẻ. Hai chân đứng trên lá cờ chiêu hồn, mặt mày rủ xuống trông không còn chút sức sống nào, chẳng còn gì là vẻ uy nghiêm của đại thú trấn trời nữa. Tôi tò mò nhìn nó thêm mấy lần liền bị nó tức giận trừng mắt, biết nó bây giờ đầy một bụng oán khí, tôi khẽ mỉm cười rồi rời khỏi huyền quan. Lúc Chu Tước mắc kẹt trong huyền quan, vùng đất lửa lúc này cũng hoàn toàn hóa thành hư vô, ngọn lửa vô tận cuối cùng hóa thành dáng chiều, đầy trời mây tía, rực rỡ sắc màu. chương 1322, trận chiến Thanh Long 1. Thiên đình, đông phương thiên giới. Huyền vũ bị phong ấn khiến thiên đạo phẫn nộ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước chung tay tấn công nhân gian. Thanh Long là một trong bốn tứ linh của trời trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, nó có nguồn gốc từ việc thờ cúng các vị tinh tú từ thời viễn cổ, đại diện cho thần Minh Thái Hạo và Đông Phương Thất Túc một lấy chấn, tốn trong bát quái hai, lấy một trong ngũ hành làm chủ, một đông phương thất túc bảy ngôi sao ở phương đông hai bát quái là tám quẻ được sử dụng trong vũ trụ học đạo giáo như là đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ trấn tốn là hai quẻ trong bát quái giống như chu tước thanh long cũng là đại thú chấn trời thần cách của nó vượt xa hết thảy chúng thần trên thiên đình và các vị thần thượng cổ ngay cả thái cổ thần ma cũng khó có thể so sánh cùng trong tứ linh thần thú thanh long cũng có địa vị siêu việt huyền vũ thích tính bạch hồ chủ sát chu tước ưa động Thanh Long cùng lúc có cả ba đặc tính trên, bản thân lại có tướng mạo quý khí vô cùng. Thanh Long ở phía đông, tượng trưng cho thiếu dương trong tứ tượng và mùa xuân trong bốn mùa, mà mùa xuân lại là sự khởi đầu của vạn vật. Vào lúc chu tước, bạch hổ thay nhau thi triển dị tượng trên bầu trời, Thanh Long cũng bắt đầu tấn công vào đông phương thiên giới. Nuốt mây tụ khí, sấm sét ầm ầm, trong nháy mắt liền xé rách màn trời phía đông. Mây xanh bất ngờ xuất hiện, ẩn giấu sát ý nặng nề. Kinh lôi cuồn cuộn ập đến, ấp ủ vô số sức mạnh sấm sét hủy diệt. Chư thần trên thiên giới đều kinh sợ, thần hồn khó mà bình tĩnh được. Một tiếng rồng ngâm cất lên đã tổn hao mất ba phần khí số của tiên đạo. Mà đại quân long tộc do đắc kiều công chúa làm chủ tướng lại càng bị thanh uy của nó khuất phục, mấy binh sĩ cấp thấp thậm chí còn nhũn người quỳ gối không đứng dậy nổi. Tứ hải long vương liên tục thở dài, không một ai đủ can đảm trực tiếp đối mặt với thanh long thánh quân. Nếu như nói thần uy của thanh long đối với chư thần trên thiên đình đã đè bẹp các bậc thượng tôn, vậy thì sự tồn tại của nó đối với long tộc mà nói là hoàn toàn không thể chống cự. Kế sách đối phó của tiên đạo là sử dụng chu thiên tinh đầu đại trận để ngăn cản thanh long, chuyện này đương nhiên chẳng dễ dàng gì. Bởi vì thanh long ở phía đông là tên gọi khác của thiên nhất tam tinh thời cổ đại. Cuốn hoài nam tử thiên văn huấn trong đạo tàng có nói, kẻ cao quý nhất trong các vị thần cũng không quý bằng thanh long, có thể gọi là thiên nhất, hoặc cũng gọi là thái em mờ. Chu Thiên Tinh đầu coi Bắc Cực Tử Vi là quan trọng nhất, thế nhưng địa vị của Thanh Long so với Bắc Đầu còn cao hơn nhiều. Nếu so sánh với các thần thú khác thì một nửa sức mạnh của Thanh Long đến từ các vị tinh thú, nửa còn lại đến từ sức mạnh của mây xanh và sấm sét. Dùng Chu Thiên Tinh đầu đại trận phong ấn Thanh Long chắc chắn sẽ là một trận đấu ác liệt, không những vậy còn khó mà đoán được thắng bại. Toàn bộ thiên đình đều chìm trong nguy cơ bị hủy diệt, mà điều quan trọng nhất là trong trận đấu này thiên đình chỉ có các vị tinh quân tham chiến, đại quân long tộc hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu, mà các vị thần minh khác đều bị thần cách của thanh long đè bẹp. Bắc cực tử vi đại đế đã ra đi, chu thiên tinh đầu đại trận bây giờ do tử thần đế quân trụ trì. Thanh long vừa tập kích, tử thần đế quân ngay lập tức liền tiến vào cung tử vi, kích hoạt chu thiên tinh đầu đại trận. Chu thiên tinh đầu đại trận ban đầu do phục hy từ trong hà đồ lạc thư ba nghiên cứu cận kẽ quy luật chuyển động của tinh thú từ thủa hồng hoang mà cảm ngộ được. Sau này lại được tử vi đại đế đào sâu và cải thiện. Ba bát quái, lạc thư, và hà đồ là ba họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa và là một biểu tượng quan trọng trong phong thủy. Tương truyền Phục Hy, đang đi tuần thú ở phương Nam, khi qua con sông Hoàng Hà, có con lòng mã hiện lên, với 55 dấu chấm đen trắng trên lưng. Sau đó ông về vẽ lại, rồi đặt tên cho bức vẽ này là Hà Đồ. Liên quan đến Lạc Thư, vào thời vua đại vũ trị thủy, trên sông Lạc Vốn là một nhánh của sông Hoàng Hà có con rùa thần nổi lên, trên lưng có nhiều dấu chấm kỳ lạ, vua vũ về nhà vẽ lại bức hình, và đặt tên là Lạc Hư. Trận này vận hành như sau, dùng sức mạnh của 365 vì tinh tú trên trời cao kết hợp thêm với sao thái M, dùng sao thái M làm mắt trận, hóa sức mạnh tinh tú vô tận thành sát khí, vừa xuất thế liền trở thành trận pháp bảo vệ của thiên đình thượng cổ. Bố trí trận này cần chế luyện 365 lá chu thiên tinh tú lớn, tương ứng với 365 ngôi sao chính trên bầu trời, tiếp theo lại cần 1 vạn 4.800 lá châu thiên tinh tú nhỏ, tương ứng với một vạn 4.800 ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Sau đó lại dựa vào các vị tinh quân trên thiên đình, mượn sức mạnh tinh thú để tạo thành một chu thiên tinh đầu đại trận vĩ đại. Từ đó có thể thấy uy lực của trận này cuồn cuộn mạnh mẽ đến nhường nào. chương 1323, trận chiến Thanh Long 2. Khi xưa thiên đình xảy ra hỗn loạn, tử vi đại đế đã dùng chính mình để diễn hóa chu thiên tinh đầu đại trận, lúc đó mới chỉ sử dụng vỏn vẹn một phần nghìn sức mạnh của trận này hôm nay tử thần đế quân tập hợp các vị tinh quân trên thiên đình để nghinh chiến thanh long đây là lần đầu tiên trong lịch sử thiên đình kích hoạt toàn bộ uy lực của trận pháp khởi bẩm đế quân thái m tinh quân vào vị trí thái dương tinh quân vào vị trí sau khi hai vị thái m và thái quân đã vào trận nhãn của mình tam viên tinh túc cũng tiến vào chỗ của mình tử thần đế quân là người đầu tiên lên tiếng trung viên tử vi viên vào vị trí sau đó thái vi tinh quân cũng cất lời thượng viên thái vi viên vào vị trí thiên thị tinh quân lên tiếng, hạ viên thiên thị viên vào vị trí. Sao tam viên là 28 vị tinh tú, sao đông phương thanh long vào vị trí, sao nam phương chu tước vào vị trí. Sau 28 vị tinh tú là 36 thiên cang, 72 địa sát. Đợi tới khi chư thiên tinh quân đều đã lần lượt bước vào chỗ của mình, đại trận bắt đầu được khởi động. Ánh sao lóa mắt chiếu sáng lẫn nhau, thắp sáng cả một vùng trời. Từ thần đế quân hấp thụ sức mạnh của đại trận làm dao động cả tinh tú và hô lên, quần tinh giàn trận, hãy run sợ trước sức mạnh của các vị tinh tú đi. Lời này vừa cất lên liền dung chuyển cả tam giới. Quy khư, núi Bất Châu, sau khi tôi phong ấn chu tước, loạn tượng ở quy khư đã ổn định trở lại. Khí số ma đạo vốn đã hạ xuống điểm cuối lúc này nhờ có mấy nét khác trên u huỳnh trúc chiếu thái cực đồ mà tăng vọt trở lại. Kể từ thủa hàn hoang khi ma đạo xuất thế, khí số ma đạo chưa bao giờ mạnh mẽ như thế thủy triều rút đi, sóng thần lắng xuống, bầu trời an tĩnh vô cùng. Vạn thú về núi, chim muông về rừng, trong lòng vạn tộc cũng không còn lo sợ bất an. Vào tối thềm trời như nước mát, lúc này tôi vẫn chưa quay lại quy khư, tuyết dương, a lê và mọi người đang cùng nhau ngẩng đầu ngắm trăng trên đỉnh núi Bất Châu. Trong ba trận đại chiến này, cuộc chiến với Chu Tước nổ ra trước tiên là bởi vì tôi chủ động ra tay, còn thiên đình khi nghinh chiến với Thanh Long lại không dám có hành động bừa bãi chỉ có thể bị động ứng chiến về phần bạch hổ, bởi vì cách nhân gian quá xa nên cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì về cuộc chiến. Quy Khư an ổn, xem ra đạo tổ đã thành công phong ấn Chu Tước. Khương Tuyết Dương nói, đạo tổ là đứa con của vận mệnh, tôi biết ngài ấy nhất định có thể bình an quay lại. A à Lê nói, xem điểm báo trước đó của Quy Khư, lần này chỉ e lại là một trận đại chiến kinh tâm động phách, cũng không biết rốt cuộc ngài ấy làm thế nào có thể chống đỡ được. Thân xác đạo tổ không thể tiến vào vùng đất lửa của Chu Tước, mà thân thể chiến hồn của đạo tổ cũng khó có thể chịu đựng được, chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều thống khổ. Phong chủ nói, đúng vậy, từ thuở Hàn Hoang đến nay, đạo tổ đều đã trải qua sinh tử, gánh nặng của cờ chiêu hồn không phải ai cũng có thể chịu được. Tất cả đều nói đệ tử Ma đạo Vạn Thế Thiên Hồng, nào có ai ngờ Ma đạo chúng ta mỗi một vị tổ sư chẳng một ai là không khiến trời xanh rung động, chúng sinh rơi lệ mọi người đều cho rằng khi xưa ma đạo vì diệt bởi vì phá quân tướng quân hy sinh thế nhưng chỉ có trái tim phá quân hộ pháp thiên tôn mới hiểu mọi chiến tích trói mắt suốt cả đời cô ấy đều là nhờ sau lưng có người đã dương cao lá cờ chiêu hồn của ma đạo trong một khoảng thời gian rất lâu trước đây vị ma đạo tổ sư là tôi đây đã bị thùy họa làm cho lu mờ mà ma đạo chúng tôi trước nay chưa từng thiếu những tướng lĩnh có thể lay chuyển cả đất trời ví dụ như lưu phong thiên tôn thất thải minh vương trong mắt đệ tử Ma đạo có tôi bởi vì tôi là người cầm cờ của Ma đạo, sau này tam giới tôn kính tôi bởi vì tôi là đứa con của vận mệnh. Mà tất cả những gì tôi làm, bao gồm cả mấy lần vào sinh ra tử, đều được coi là cơ duyên do Ma đạo tổ sư ban tặng, là kiệt tác của số mệnh. Chỉ có Tuyết Dương mới hiểu được từ trước đến giờ tôi không phải là ai, cũng chưa bao giờ khuất phục trước số phận. Tôi chính là tôi, từ một phàm nhân bình thường của nhân loại từng bước từng bước trở thành Ma đạo tổ sư của hôm nay. Kể từ lúc tôi gọi cô ấy là sư phụ, Tuyết Dương đã chứng kiến tất cả những khó khăn gian khổ suốt một đoạn đường này của tôi. Trong lúc mọi người đang thương cảm cho tôi, trên thềm trời đêm đột nhiên xuất hiện một âm thanh vô cùng chấn động, sau đó quần tinh nở rộ, vô số ánh sao chiếu xuống nhân gian. Tuyết Dương, Thiên Đình đã khởi động Chu Thiên Tinh Đầu Đại Trận." Phong chủ nói, "Xem ra trận chiến với Thanh Long đã bắt đầu rồi." Khương Tuyết Dương nói, "Liệu Tiên Đạo có thể phong ấn Thanh Long không?" A à, Lê hỏi tứ linh thần thú chẳng có kẻ nào là dễ đối phó cả trận này của tiên đạo chỉ có thê thảm thêm mà thôi mọi người trầm mặc hình ảnh tăng thương trong trận chiến của côn và nhân đạo vẫn còn khắc sâu trong tâm trí mà trận chiến với chu tước đã khiến khí số của ma đạo xém bị trôn vùi có thể tưởng tượng được trận chiến giữa tiên đạo với thanh long sẽ như thế nào quan trọng nhất là tiên đạo hoàn toàn rơi vào thế bất lợi trong trận chiến không cân sức với thanh long nếu như chủ mẫu vẫn còn là tiên đạo tổ sư trận chiến này có lẽ còn có thể tăng thêm mấy phần thắng lợi phong chủ nói chủ mẫu đã từng là tiên đạo tổ sư liệu cô ấy có vì tiên đạo mà quay lại nhân gian không a à, lê hỏi thái cổ thần giới vừa trải qua trận chiến thảm khốc mà chủ mẫu còn phải chăm sóc thánh nữ cho dù có lòng cũng chỉ e chẳng kịp quay lại có điều chuyện này cũng không chắc chắn dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị trước nếu như chu thiên tinh đầu đại trận bị phá mà đạo chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn chương 1324, chân vũ phong tỉnh một Các tinh quân của thiên đình tập hợp lại một chỗ, sau khi lập thành đội hình bay về phía đông, trong y hệt như những vì sao sáng rực rỡ đang xoẹt xuyên qua bầu trời đêm, dù đây là một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy tráng lệ nhưng lại mang lại cảm giác hào hùng sen lẫn bi thương. Bởi vì kết cục trận chiến này đã định sẵn là mồ chôn của hàng vạn người, một đi không trở lại. Chúng tiên thiên đình rời khỏi phủ đệ, dẫn theo đoàn quân hộ tống, nguyện thề cùng sống cùng chết trên chiến trường binh bộ, pháp bộ, thậm chí ngay cả tàn quân của lôi bộ có xuất thân từ nhân đạo cũng gia nhập đội quân bảo vệ tiên đạo. Liệu trận pháp chu thiên tinh đấu là có thể phong ấn thanh long hay không, là chuyện không ai đoán trước được, lỡ như bọn họ thất bại, toàn bộ thiên đình sẽ rơi vào thảm cảnh diệt phong, đến lúc đó kết cục của bọn họ sẽ còn thê thảm hơn cả khi phải đối mặt với tai họa chư thần hoàng hôn. Vũ thần thần mưa huyền minh lướt trên đám mây xanh, mắt nhìn về phía đông, sắc mặt bình thản như mặt hồ thu. Đột nhiên, trong lòng huyền minh chợt rung động, Cô ấy liền cúi đầu nhìn xuống hạ giới. Phía dưới bỗng dưng có một cơn lốc xoáy cuồng phong cuồn cuộn, xuất phát từ quy khư rồi bay xuyên qua hàng ngàn đám mây tiến thẳng đến thiên đình, ngay sau đó, phong thần hóa thành hình người, đứng hiên ngang trước mặt Vũ Thần. "Cô đến rồi, chị em của ta." Đáy mắt Huyền Minh lóe lên chút kinh ngạc rồi nói, "Từ rất lâu về trước, hai chúng ta đã không còn là chị em nữa." Phong thập bát lạnh nhạt nói, "Đúng vậy, cô là người của Ma đạo, còn ta là người của Tiên đạo." Nghe vậy, Huyền Minh hơi giật mình, im lặng hồi lâu rồi buồn bã nói. Hừ, phong thập bát hừ lạnh, không thèm đáp lời cô ấy. Phong thần và vũ thần sánh vai đứng cạnh nhau. Phong thần đang mặc bộ quần áo màu xanh lá cây rực rỡ, trông cô ấy rất sang trọng và quý phái. Cô ấy từng là vị thần phóng khoáng, không chấp nhặt tiểu tiết nhất trong mắt chúng tiên tại thiên đình. Huyền Minh, vũ thần, lại trông khá rẻ rặt hơn so với phong thần. Cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng ngà, tà áo bay phấp phới, như một nàng tiên nữ duyên dáng và thuần khiết những người muốn cầu hôn cô ấy xếp hàng dài từ cửa phủ đến cổng thiên đình, không chỉ những người trong tộc vũ thần, hầu hết tất cả các tinh quân, thậm chí đến cả bắc cực tử vi cung tân nhiệm tử thần sao đế quân cũng là một trong những người đến tận cửa cầu thân. Sao tử thần chen trong mỹ hiệu mang ý nghĩa là nơi ở của hoàng đế. Tử thần đế quân hoàn toàn kế thừa tính cách của tử vi đế quân, ông ấy là một người khiêm tốn và nhã nhặn, phong thái lịch lãm, còn có chút uy nghiêm của hoàng gia, sau khi biết Tử Thần Đế Quân có tình ý với Huyền Minh, gia tộc Vũ Thần vô cùng mừng rỡ. Địa vị của tộc Vũ Thần ở Thiên Đình không mấy vững chắc, cho dù có so với một tinh quân bình thường cũng thua kém khá nhiều, huống chi đây là Tử Vi tinh chủ, người được mệnh danh là quân chủ của chúng tiên. Nếu Huyền Minh bằng lòng gả cho Tử Thần, địa vị của gia tộc Vũ nhất định sẽ được củng cố. Tuy nhiên, Huyền Minh đã nhẹ nhàng từ chối. Sau chuyện này, Huyền Minh đã bị cả gia tộc xa lánh, cô ấy không còn chịu trách nhiệm ban mưa bốn mùa cho hạ giới nữa. Công đức tích được ở nhân gian cũng không liên quan gì đến cô ấy. Hiện nay thiên đình đang phải đối mặt với tai họa diệt phong, tất cả các vị thần đều rơi vào tình cảnh vật vờ như ngọn đèn trước gió. Đương nhiên, vũ thần huyền minh cũng mang theo thần khí nhằm chuẩn bị cho trận chiến chống lại Thanh Long. Tuy nhiên, dù cô ấy cũng tham chiến, nhưng lại không xuất kích cùng người trong gia tộc, thấy rõ giữa cô ấy và người trong tộc vẫn tồn tại hiểm khích. Về sau, tình hình càng trầm trọng hơn khi huyền minh nhất quyết từ chối gia nhập tiên đạo cho dù toàn bộ gia tộc vũ thần đều lựa chọn trung thành với thiên đình thì vũ thần huyền minh vẫn một mực giữ thái độ xa lánh sự đời sống đơn độc tách biệt với thế giới bên ngoài không bao giờ chịu thừa nhận mình là người của tiên đạo cô có mặt ở đây tức là ma đạo tổ sư đã hóa giải tai kiếp chu tước thành công phong ấn được chu tước rồi còn tiên đạo cô nghĩ tiên đạo có cơ may sống sót qua kiếp nạn thanh long hay không sau một hồi im lặng huyền minh cất giọng nhẹ nhàng hỏi ta không biết ta cất công đến đây là vì sợ cô sẽ ngu ngốc chạy theo rồi chết chung với bọn họ. Huyền Minh, ta nói cho cô biết, lỡ như Thanh Long thoát khỏi pháp trận Chu Thiên Tinh đấu la, ta muốn cô ngay lập tức chạy thẳng đến quy khư để lánh nạn. Phong thập bát thẳng thắn nói, chẳng phải cô vừa nói chúng ta đã không còn là chị em thân thiết nữa, thì ta sống hay chết có liên quan gì đến cô sao? Cô là sợi dây duy nhất ràng buộc ta với thiên đình, nếu không vì lo cho cô, thì ta đã gia nhập ma đạo, trở thành đệ tử ma đạo từ ba 000 năm trước rồi ta những tưởng cô đã quên mình có một người chị em là ta, ta chỉ là giận cô ngày ấy nhất quyết không đồng ý theo ta phản lại thiên đình, gia nhập ma đạo thôi. ô, cô tưởng rằng ai cũng có gan làm liều như cô sao? Huyền Minh thở dài nói. bây giờ cô nói mấy câu hèn nhát kiểu này, sau năm đó cô lại dám thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của tử thần đế quân. kể từ khi phong thần chuyển vào vào quy khư, cô ấy đã trực tiếp chấm dứt toàn bộ nhân quả với phong tộc và thiên đình, đồng thời cũng cắt đứt liên lạc với Huyền Minh tuy nhiên, cô lại nắm rõ mọi chuyện liên quan đến huyền minh. Thân là cửu thiên phong chủ, chỉ cần là chuyện mà cô ấy muốn biết, thì ngay cả bí mật kinh thiên động địa của thiên đình, cũng không thoát khỏi tai mắt cô ấy. Gả cho ông ấy xong, thì ta buộc phải gia nhập tiên đạo, như vậy chúng ta chỉ còn nước là kẻ thù không đội trời chung. Ta không đủ dũng khí trở thành đệ tử ma đạo, nhưng ta nhất quyết sẽ không gia nhập tiên đạo, rồi đối đầu một mất một còn với cô đâu. Nghe thế, ký ức xa xưa bỗng ngùa về trong đầu phong chủ, đáy mắt cũng trở nên yêu sầu lạ thường. Một lúc lâu sau, phong thập bát mới nói, trước đây cô vẫn luôn hỏi mối duyên phận giữa ta và ma đạo tổ sư bắt đầu như thế nào. Bây giờ ta sẽ kể cho cô nghe, cũng xem như thỏa mãn tâm nguyện của cô. Được, sau đó, phong thập bát bắt đầu từ từ kể lại mối duyên của mình với ma đạo tổ sư. Từ nhỏ, cô ấy đã là một cô bé rất bướng bỉnh, nhưng một tính cao siêu của cô ấy luôn khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi cô luôn có thể dễ dàng nắm bắt áo nghĩa thâm sâu khó hiểu của gió, điều mà người khác phải dùng cả đời cũng chưa chắc lĩnh ngộ được. Cô ấy trưởng thành rất nhanh chóng, đầu óc sớm đã vượt xa những người bạn cùng trang lứa, đến mức ngay cả những thiên tài được phong tộc công nhận cũng luôn phải nơm nóp lo sợ cô sẽ thay thế vị trí của họ. chương 1325, Phong Vũ chân Tình 2 Tục ngữ có câu, cây to đón gió. Khi phong thập bát lớn lên, từ từ bộc lộ tiềm năng đe dọa đến vị trí chủ thần của phong tộc, cô ấy đã bị những tiền bối trong tộc cảnh cáo. Nói cô ấy đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho gia tộc của mình, bởi vì chủ thần đương nhiệm của phong tộc vẫn đang ở độ tuổi trung niên, tuổi thọ vô tận, nếu phong thập bát còn tiếp tục bộc lộ tài năng vượt trội hơn người, chắc chắn sẽ bị ông ta ganh ghét chèn ép. Khi đó, dòng họ nhà phong thập bát chỉ là một nhánh nhỏ của phong tộc, không hề tạo ra uy danh hay sóng gió gì cho gia tộc, thậm chí có thể được xem như kẻ vô hình trong gia tộc. Không ngờ, lời cảnh cáo của các vị trưởng lão trong tộc đã trở thành khúc mắc khó giải trong lòng phong thập bát cô ấy sớm đã chán ghét cuộc sống bị gò bó bởi đóng quy tắc nhọc nhằn này muốn rời khỏi đó chu du bốn phương vừa đi đã đi luôn mấy năm trong những năm đó phong thập bát dường như biến thành một linh hồn tự do tự tại hóa thân thành ngọn gió trôi giạt khắp nhân gian trời vô tình nhưng nhân gian vẫn có tình vì đã chu du ở nhân gian quá lâu phong thập bát đã trở thành một người có tình có nghĩa mãi đến một năm trời vào đông muộn một thị trấn nhỏ ở miền Bắc bị bão tuyết hủy hoại nặng nề, nhiều gia đình phải chịu cảnh rét lạnh đói khát. Phong thập bát mùi lòng thương xót, bèn thổi một làn gió xuân, thoáng chốc trăm hoa đua nở, hơi ấm tràn về giúp người dân bình yên thoát khỏi tai họa. Sau khi phát hiện ra, thiên đình nổi giận đùng đùng, bởi vì thị trấn đó dám cả gan bất kính với thiên đạo, trận bão tuyết này chính là hình phạt mà trời giáng xuống để trừng trị họ, mà những gì phong thập bát làm chẳng khác nào chống lại ý trời. Thật ra, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Thị trấn kia cũng chỉ là một chỗ bé như lỗ mũi, Phong Thập Bát ra tay cũng chỉ xuất phát từ lòng nhân từ, không phải là cố ý làm càn. Tuy nhiên, chủ thần của phong tộc sớm đã coi Phong Thập Bát là một mối đe dọa tiềm tàng, uy hiếp đến vị trí của ông ta, nên chính ông ta là người đã đích thân đến pháp bộ ở Thiên Đình để yêu cầu bọn họ trừng phạt Phong Thập Bát thật nghiêm khắc, đồng thời tước bỏ luôn thần tính của cô. Mặc dù khi ấy, Phong Thập Bát được xem là thiên tài trăm năm hiếm gặp, nhưng vì thời gian tu luyện quá ngắn, nên cô ấy căn bản không đủ sức chống trả lại Thiên binh Thiên tướng vây bắt cô ấy. Cô bắt đầu đâm đầu chạy trốn, chạy mãi chạy mãi, trốn tận đến Đông Hải. Thiên binh Thiên tướng truy đuổi giáo giết không buông, Phong Thập Bát tiếp tục trốn sâu xuống biển. Gió thổi đến đâu thì hàng ngàn con sóng lại nổi lên ào ào trên biển. Cứ chạy mãi như thế, đến khi có một thần tướng đang truy đuổi Phong Thập Bát đột nhiên hét lên, "Phong Thập Bát, nếu bây giờ cô giơ tay chịu trói, ngoan ngoãn theo bọn ta về trời nhận tội." Thì ít ra cô vẫn còn cơ may sống sót. Nhưng nếu cô còn cố chấp tiếp tục tiến về phía trước, lỡ như bị đệ tử ma đạo phát hiện ra, thì thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết thê thảm mà thôi. Hóa ra trong lúc hoảng loạn chạy trốn khỏi truy binh, Phong thập bát đã vô tình rơi vào lãnh địa gần đảo Kim Ngao, tổ đình của ma đạo thời trước, các thiên binh thiên tướng thấy vậy, không dám truy đuổi cô ấy nữa nên đành buông lời cảnh báo. Khi đó tuy cuộc chiến phong thần vẫn chưa nổ ra, nhưng tiếng xấu của ma đạo đã sớm đồn xa khắp tam giới nhân đạo và tiên đạo không tiếc bỏ ra bao nhiêu công sức hỏng bôi nhỏ thanh danh của ma đạo. Ma đạo lấy chủ trương chúng sinh bình đẳng làm trọng, đệ tử ma đạo không chỉ có con người, mà còn thu nhận thêm cả sơn tinh giá quái, vong hồn yêu ma, vì vậy ma đạo không được người đời chấp nhận. Mặc dù ma đạo tổ sư từ bi nỗ lực cứu thế giúp đời, pháp truyền lục đạo, nhưng do chịu sự ảnh hưởng từ lối suy nghĩ tôn ti trật tự của tiên đạo, người thường sớm đã coi mình là chủ nhân của nhân gian, làm sao có thể bằng lòng hạ mình kết giao với vong hồn hay yêu tộc. Vì vậy vào thời điểm đó, danh tiếng của ma đạo thực sự rất tệ. Đảo Kim Ngao, tổ đình của ma đạo, cũng bị miêu tả thành nơi chất chứa đám tà ma ngoại đạo bị cả tam giới hắt hủi. Tính cách của phong thập bát vốn rất bướng bỉnh, không thèm nghe lọt tai lời khuyên của ai, mới nãy cô ấy còn e sợ đảo Kim Ngao, nhưng sau khi nghe được tên thần tướng đe dọa, liền nghiến răng nghiến lợi bay thẳng về phía đảo Kim Ngao. Chính vì vậy, phong thập bát hớt ha hớt hải chạy vào tổ đình ma đạo. Khi ấy, mà đạo tổ sư đang bận giảng kinh cho chúng đệ tử, bỗng nhiên thần niệm của ông ấy phát hiện ra sự hiện diện của Phong thập bát, liền lệnh cho Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn dẫn cô ấy vào cung vô danh. "Đạo tổ, đây là người của tộc Phong Thần trên Thiên Đình, không biết vì lý do gì mà lại bị Thiên binh Thiên tướng truy lùng gắt gao." Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn nói. Mà đạo tổ sư đếm ngón tay, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, "Người phụ nữ này có nhân quả với ma đạo chúng ta, mau dẫn cô ấy đến gặp ta." Phong thập bát cứ ở lì trên đảo Kim Ngao suốt 7 ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên ma đạo tổ sư gặn hỏi cô ấy đã phạm phải quy tắc gì mà bị truy sát, thì ông ấy không tiếp tục tra hỏi cô thêm câu nào nữa. Trong 7 ngày, đạo tổ thuyết giảng trên đảo Kim Ngao, thì phong thập bát cũng âm thầm lắng nghe hết 7 ngày. Trong 7 ngày này, phong thập bát tận mắt chứng kiến mối quan hệ hòa thuận, đầy yêu thương bao bọc giữa các đệ tử ma đạo, cuối cùng cũng hiểu được, phải là nhân vật có tầm ảnh hưởng đến mức nào, mới dám để ra giáo lý chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài. Bảy ngày sau, phong thập bát vẫn khăng khăng không muốn rời đi, nhưng ma đạo tổ lại nói với cô ấy, đã đến lúc cô ấy phải đi rồi. Đạo tổ, thiên đình bây giờ đã không còn chỗ cho ta dung thân nữa. Phong thập bát trầm giọng nói, không sao đâu, ta sẽ tiến cô. Khi phong thập bát trở về thiên đình, ma đạo tổ sư đích thân tiến cô ấy đi. Từ lúc bước qua nam thiên môn cho đến khi về tộc phong thần, không có một chúng tiên thiên đình hay thiên binh thiên tướng nào có thể ngăn cản bước chân của ông ấy không những không có ai dám ngăn cản, mà tất cả những người đến gặp ông ấy đều phải cúi đầu kính cẩn chào đón. Khi chạm mặt bắt đầu tinh tiên sinh say rượu, to gan dám không cúi đầu bái lại ma đạo tổ sư, thậm chí còn buông lời trêu chọc ông ấy, ma đạo tổ sư cũng chỉ cười chứ không thèm để ý đến ông ta. Bắt đầu tinh quân cảm thấy ma đạo tổ sư cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, liền lớn giọng quát mắng, nếu không nhờ Ngọc Hoàng bệ hạ nhân từ, niệm tình tam giới là một nhà, thì ánh sáng của bắc đầu sớm đã giáng xuống trừng trị đảo Kim Ngao, để cho đám đệ tử ma đạo các ngươi không còn trốn dung thân mà phách lối ở đây rồi. Lời này vừa dứt, nụ cười trên môi của ma đạo tổ sư đã tắt hẳn. Cầm chặt chuôi kiếm, mắt nhìn sang phía bắc cực. Sau khi cân nhắc một hồi, ông ấy thả chuôi kiếm ra, hai ngón tay tạo thành hình kiếm chỉ, nhắm thẳng hướng sao bắt đầu rồi xuất chiêu. Bầu trời rung chuyển trong giây lát, sau đó các ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời bỗng dưng tắt ngục, sao bắt đầu đã hoàn toàn mất đi ánh sáng bắt đầu tinh quân sừng sốt chết chân ngay tại chỗ, tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của ma đạo tổ sư, phong thập bát càng không muốn quay lại thiên đình nữa. Đạo tổ, ta muốn trở thành đệ tử ma đạo, phong thập bát sóng giạc nói, cô là người của thiên đình, đạo tổ bình tĩnh nói, chúng sinh bình đẳng không phân biệt giống loài, đây không phải là lý do người từ chối ta. Cơ duyên của cô không có ở ma đạo, nếu không ta cũng không cần thiết phải cất công tiến cô về đâu. Không phải ở ma đạo thì là ở đâu ma đạo tổ sư chỉ tay vào hư không vũ trụ rồi nói trong vũ trụ sâu thẳm xa xôi ngoài kia vẫn còn sót lại ý chí của thái cổ phong thần cô nên kế thừa y bát của bà ấy ta có thể không cần cơ duyên này phong thập bát nói vậy tình duyên thì sao đạo tổ mỉm cười hỏi ta cũng có tình duyên sao tất nhiên rồi đệ tử ma đạo có tình có nghĩa ta không muốn cô phải phụ lòng yêu thương của bất cứ ai sau khi nghe phong thập bát kể lại câu chuyện của mình huyền minh cúi đầu im lặng hồi lâu Ma đạo tổ sư nói cô có tình duyên ở trên cửu thiên sao? Ừm, là ai? Huyền Minh lại hỏi, ta không biết người nào mới là tình duyên định mệnh của ta, ta chỉ biết mình bị thiên đạo phong ấn gió ngay lúc ma đạo sụp đổ, có người đã giải mưa xuống nhân gian suốt 7 ngày 7 đêm, vi phạm luật trời. Cả đời ta chưa từng động lòng với ai, cô chính là người mà ta quan tâm nhất trên đời. Nghe được lời này của Phong Thần, Huyền Minh liền rơm rớm nước mắt, mưa phùn lần nữa giáng xuống nhân gian. Tình duyên không chỉ có một loại, Tình chị em thân thiết cũng là một dạng tình yêu. Tuy giữa nam nữ có tình cảm mặn nồng, nhưng tình chị em thân thiết cũng có thể bên nhau suốt đời suốt kiếp, mãi mãi không rời xa nhau. Tựa như chuyện giữa Thái Cổ Phong Ma và Thái Cổ Nguyệt Ma, mấy ai có thể hiểu rõ được chứ? Chương 1326, sao rơi như mưa một. Trong lúc Huyền Minh và Phong chủ đang tâm sự, khu vực phía đông của bầu trời đã hoàn toàn bị ánh sao thắp sáng. Lữ Thuần Dương có thể kiếm khởi vĩnh dạ, mà đêm nay sao dọi như ban ngày. Từ xa đã thấy cơ thể khổng lồ của thanh long mang theo mưa gió sấm chớp hiện thân ở phía đông. Thất Diệu là người đầu tiên bộc lộ sát ý của mình. Thái bạch tinh bạo phát tinh quang rực rỡ chói lòa, lấp lánh chẳng khác nào kiếm khí của kiếm khách. Thất Diệu chỉ sự kết hợp của bảy ngôi thái dương, thái mờ, thái bạch, tuế tinh, huỳnh hoặc, chấn tinh và thần tinh. Trong số đó, mặc dù thái mờ và thái dương đã được đưa vào chu thiên tinh đầu đại trận làm mắt trận nhưng điều này cũng không làm giảm sút uy lực sát phạt của thất diệu tinh trận không những vậy còn có thể mượn sự vận hành của Chu Thiên Tinh đầu đại trận để tăng thêm uy lực cho sát trận thất diệu. Lúc này, sát trận thất diệu đã ngừng tụ vô số sức mạnh tinh tú hóa thành sát ý, giao hòa hợp nhất với Thái Bạch Tinh ở trên, từ trong Thái Bạch Tinh chiếu ra một đạo kiếm quang lấp lánh vô cùng tuyệt diệu. Trong trận chiến loạn nơi thiên đình năm xưa, Thái Ất Thiên Tôn của tiên đạo đã dùng kiếm làm kinh động tinh tú, phóng ra một đạo kiếm sao ngăn cản nữ oa nương nương, mà đạo kiếm khí do Thái Bạch tinh phóng ra hôm nay so với Thái Ất tiên tôn khi xưa không biết đã vượt xa bao nhiêu lần. Kiếm quang phóng ra, xé toạc màn đêm, chém về phía cơ thể Thanh Long. Thanh Long gầm lên một tiếng, vươn vút rồng khổng lồ về phía trước, dự định trực tiếp dập tắt đạo kiếm quang này. Chỉ nghe thấy xì xì một tiếng, kiếm quang Thái Bạch liền trực tiếp xuyên qua, Thanh Long kêu lên, đem tất cả phẫn nộ hóa thành lửa giận phừng phừng. Nó đã đánh giá thấp uy lực của kiếm Thái Bạch lại càng đánh giá thấp sức mạnh của Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Kiếm Thái Bạch là đòn công kích đầu tiên do Chu Thiên Tinh đầu đại trận thi triển, nó là một thanh kiếm dùng để lập uy, che giấu vô số sát ý hủy diệt, đừng nói là Thanh Long, ngay cả Huyền Vũ đến đây cũng không dám cứng rắn đối đầu. Thanh Long xảo trá, một chiêu thất bại, thân thể khổng lồ trên không trung chợt xoay chuyển làm dao động cả bầu trời, dựa vào sức mạnh vô biên của mây gió đã tránh được kiếm quang Thái Bạch, sau đó bèn lui về trường trăm dặm, một lần nữa lại phát ra tiếng rồng ngâm, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, tất cả hóa thành một đạo sát ý như thủy triều quét qua Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Thanh Long vừa dân, mây trôi thăm thẳm bỗng biến thành bạch đao, sấm sét ẩn chứa sát ý, hàng chục triệu quân thiên khiển của Long thú đang mai phục trong đó. Trong tứ linh thần thú, đại quân thiên khiển của Chu Tước đều là linh thể huyễn ảo, ẩn náu trong thần giới của Chu Tước, lúc này tất cả đều đã bị phong ấn cùng với nó. Đại quân thiên khiển của Huyền Vũ đều là quy xà thú, một nửa là rùa, nửa còn lại là rắn toàn bộ đều đã bị côn một trận làm gỏi sạch sẽ, những chiến tướng cấp cao còn sót lại cũng đều bị đệ tử nhân đạo của tạ Lưu Vân chém giết. Thiên khiển quân của Bạch Hổ là canh kim sát linh, có sát khí mạnh nhất, kẻ chạm vào không chết tất sẽ bị thương. Trong bốn đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú, duy nhất chỉ có đại quân long thú của Thanh Long là nghiêm chỉnh và đông đảo nhất. Đại quân của Thanh Long tổng cộng có 7.500 vạn binh, mặc dù năng lực chiến đấu cá nhân không bằng ba đại quân của các thần thú còn lại, thế nhưng lại thắng ở số lượng, đều nói kiến nhiều giết chết cả voi, khi cả đại quân dồn sức công kích thì thiên khiển quân của Thanh Long thế nhưng lại thực sự là kẻ đáng sợ nhất. Chiến lực của Thanh Long vốn dĩ không quá mạnh, thứ đáng gờm nhất chính là Long uy của nó, thứ này có tác dụng kiềm chế đối với ba đại thần thú còn lại, ngoài ra, thuộc hạ dưới chướng nó nhiều vô số, giết cũng không hết, động một chút liền ùn ùn kéo đến. Mây đen và sấm chớp cuồn cuộn kéo đến tạo ra những đợt sóng khổng lồ, không ngừng tấn công kết giới bảo vệ Chu Thiên Tinh đầu đại trận tử thần đế quân liều mạng lai động cờ tinh tú, sử dụng sức mạnh lưu chuyển của các vì sao để dốc toàn lực bảo vệ. Bên tấn công chủ yếu hiện giờ là Thanh Long, một khi kết giới bảo vệ bị phá, một đại quân gồm 3.000 vạn long binh sẽ tiến vào đại trận. Đến lúc đó, chư thiên tinh quân sẽ chẳng còn cách nào toàn lực khống chế trận pháp, mà một khi trận pháp mất cân bằng thì thiên đình sẽ hoàn toàn mất đi tiền vốn dùng để đối địch với Thanh Long. 36 thiên cang hóa thành 36 tấm khiên, 72 địa sát hóa thành 72 chiếc mâu sắc bén. 12 cung hoàng đạo biến ra 12 bức tường sao, 28 vị tinh tú hóa thành 28 tòa tháp canh bảo vệ. Tử vi viên nâng cao thành lũy, thái vi viên hóa thành mạc phủ, thiên thi viên lại hóa biên thành. Đối mặt với đội quân thiên khiển như thủy triều cuồn cuộn đến, Chu Thiên Tinh đầu đại trận mượn sức mạnh quần tinh hóa thành các hào công sự để phòng ngự, ngăn chặn một đợt lại một đợt công kích. Tuy nhiên, đối mặt với làn sóng sát phạt không ngừng không nghỉ, Sức mạnh của các vì sao mặc dù minh mông vô biên nhưng thần niệm của các vị tinh quân cũng có lúc phải khô kiệt. Thời gian trôi qua, một nửa trong số 36 tấm khiên thiên cang đã bị vỡ, 72 ngọn mâu điện sát đã tổn thất mất 7 phần, tháp đấu ngư sụp đổ, tháp nữ hư nguy cũng bị phá, 12 đạo tường thành do 12 cung hoàng đạo hóa thành đã sụp đổ mất 9 bước. Chương 1327, sao rơi như mưa hai. Thiên Khôi Tinh Quân, thần niệm khô kiệt, vẫn lạc. Thiên Cô Tinh Quân vẫn lạc thiên thương tinh quân vẫn lạc, thiên ám tinh quân vẫn lạc, địa em mờ tinh quân vẫn lạc, địa tạng tinh quân vẫn lạc, huyền vũ tinh túc đấu túc tinh quân vẫn lạc, huyền vũ tinh túc nữ túc tinh quân vẫn lạc, chu tước tinh túc tỉnh túc tinh quân vẫn lạc, bạch Hổ tinh túc tất túc tinh quân vẫn lạc, hoàng đạo 12 cung, đại hỏa tinh quân vẫn lạc, hoàng đạo 12 cung, tích mục tinh quân vẫn lạc, biển sao như mưa, chư thần bi thương, chu thiên tinh đầu đại trận được sắp xếp hoàn chỉnh, mỗi khi có một vị tinh quân qua đời liền ngay lập tức có một vị cùng cung khác tiến vào thế chỗ, giúp đại trận tiếp tục vận hành. Tuy nhiên, khi từng tầng lớp công sự bị chọc thùng, kết giới của Chu Thiên Tinh đầu đại trận liền rơi vào nguy hiểm. Mạo uy lực sấm sét gió mây từ đại quân thiên khiển của Thanh Long vẫn không chịu dừng lại, trong số 3.000 vạn quân Long thú tiến vào đại trận cũng chỉ bị sát khí tinh thú hủy diệt có hai phần. Nếu như trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra theo cách này, không biết còn có bao nhiêu vị tinh quân tử thương nữa. Điều quan trọng nhất là, khi tinh chủ tinh quân qua đời uy lực của chu thiên tinh đầu đại trận cũng không ngừng suy yếu tuy rằng liên tục có người thay thế thế nhưng bọn họ vốn chỉ là người phụ trợ đương nhiên không thể kế thừa toàn bộ sức mạnh như các vị tinh chủ từ thần đế quân sắc mặt lạnh băng nộ khí chọc trời dương thiên gầm lên một tiếng dài một lần nữa lại lay động cờ tinh tú sao chu thiên rơi xuống nơi này nhân quả ta sẽ tự mình đón nhận Cờ tinh tú điên cuồng hấp thụ ý chí của anh Linh các vị tinh quân đã vẫn lạc sau đó truyền cho tử thần đế quân. Cơ thể của vị đế quân anh Tuấn Khôi Ngô bắt đầu điên cuồng biến lớn, ánh sáng kim sắc từ khôi giáp ngày càng có sức hủy diệt. Mười trường, trăm trường, nghìn trường, tới lúc thân thể tăng lên tới nghìn trường, tử thần đế quân đem lá cờ tinh tú nặng nề cắm vào trong trận, dương thanh kiếm trong tay lên. Tên của thanh kiếm này gọi là Ngàn Vạn Tinh Quang, là do tử vi đại đế người đã dùng cảm mộ cả một đời mình hấp thụ tinh hoa của các vì sao để rèn lấy kiếm này có thể điều khiển chu thiên tinh đầu phản chiếu tinh quang của hàng vạn ngôi sao ngàn vạn tinh quang cũng theo sự thay đổi của tử thần đế quân mà to lớn theo trở thành một thanh cực kiếm dường như có thể chém rách cả đất trời tử thần đế kiếm mỗi một vị tinh quân lại phân ra một sợi thần niệm gắn lên thân kiếm đem thanh cực kiếm vốn đã tràn ngập sức mạnh tăng thêm uy lực hủy diệt vô cùng đáng sợ kaka ca ca, trong thái vi viên một nữ tướng mặc áo giáp tử kim hướng mắt nhìn lên trời hét lớn từ Dục, nếu như ta có chuyện gì bất chắc, thì từ giờ muội sẽ là người phụ trách Thái Vi Việt, muội sẽ là tử vi nữ đế đời tiếp theo. Tử thần đế quân nói, không, ca ca, ta không muốn làm nữ đế, ta chỉ muốn huynh sống sót quay về mà thôi. Tử thần đế quân không đáp lại lời cầu xin của cô ấy, bởi vì bây giờ ngài đã chẳng còn đủ sức áp chế sức mạnh tinh thần đang tuôn trào trong cơ thể mình nữa. Sau đó, tử thần đế quân bước ra khỏi tinh hải, đứng ngoài kết giới bảo vệ của trận pháp Chu Thiên Tinh Đầu, đối mặt với vân lôi chi hải của thần thú Thanh Long, cùng đội quân ba ngàn vạn long thú đang ẩn nấp trong đám mây, tử thần đế quân hét lên một tiếng, rồi chém xuống nhát kiếm lợi hại nhất trong cuộc đời ông ấy. Quân tinh giàn trận, hãy run sợ trước sức mạnh của các vị tinh tú đi. Vạn thiên chi kiếm, chảm, một nhát kiếm chém xuống tinh hải, kết giới bảo vệ của trận pháp chu thiên tinh đầu bị chính kết giới của tử thần đế quân phá vỡ. Sau đó tinh hải hóa thành cơn lốc cuồng phong đối đầu trực diện với vân lôi chi hải của thần thú Thanh Long sức mạnh càng đáng sợ, thì càng vô hình vô thanh. Bầu trời vốn bị sức mạnh quần tinh chiếu dọi lập tức liền bị thiêu rụi do vụ va chạm kịch liệt vừa rồi. Bóng đêm vô tận bao trùm, một lát sau, một đạo nguyệt quang rực rỡ liền bùng sáng, giống như thiên thạch đã chết bị nổ tung. Thời không đảo loạn, từ trong không trung sinh ra vô số thông đạo thời không bị bóp méo, sinh ra vô số vòng xoáy hố đen. Cuối cùng toàn bộ loạn tượng trong thời không liền biến thành một hố đen hỗn độn khổng lồ vô cùng vòng xoáy hỗn độn điên cuồng xoay chuyển nuốt trừng biển mây ăn sạch vô số đại quân long thú lại hấp thu vô số biển sao bị cắt chém bởi thanh kiếm ngàn vạn tinh quang cuối cùng cũng nuốt luôn cả tử thần đế quân vị đế quân cao cả nghìn trượng dần dần bị vòng xoáy hỗn độn nuốt trừng trong khoảnh khắc cuối cùng khi thân ảnh của ngài sắp sửa biến mất đế quân đã dùng chút sức lực cuối cùng còn lại của mình ném thanh kiếm ngàn vạn tinh quang trong tay về phía người em gái thân yêu nhất của mình tử dục thái cổ thần giới mộ dung nguyên duệ đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mộc bắt đầu dùng đạo chiến thần của mình để suy luận khí số của tiên đạo vừa bắt đầu suy luận hai hàng nước mắt như mưa trong phút chốc liền trào ra chủ mẫu đã xảy ra chuyện gì vậy thuần quân đang bảo vệ bên cạnh bèn hỏi thuần quân tạ mặt phải giao cho cô rồi mọi chuyện trong thần giới tạm thời cũng đành phải làm phiền cô chủ mẫu ngài định rời khỏi thái cổ thần giới sao tiên đạo gặp nạn ta không thể khoanh tay đứng nhìn dứt lời Mộ Dung Nguyên Duệ lập tức bước ra khỏi chiến thần điện, dùng tiên thiên ngũ hành trận mở ra thông báo dẫn thẳng tới thiên đình. Thông đạo vừa mở ra, cô lập tức bước vào trong. Dường như cảm nhận được mẹ mình đang rời đi, tạ mặt bật khóc nức nở. Mặc cho thuần quân dỗ dành thế nào cũng không chịu ngừng lại, thấy vậy thuần quân liền giao tạ mặt cho thị nữ của chiến thần người vừa nghe tin mà đến, hướng về phía thái cổ ma giới phát ra một đạo kiếm khí bản nguyên, đem mọi chuyện kể lại cho kiêm hà. Thông đạo mở ra, trong phút chốc đã cách xa nơi này nhìn vạn dặm. Thời điểm Mộ Dung Nguyên Duệ xuất hiện trên bầu trời thiên đình cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng tử thần đế quân chìm trong vòng xoáy hỗn độn. Tử Vi đại đế, là ta có lỗi với ngài. Sau khi rời khỏi nơi này, một lần nữa Mộ Dung Nguyên Duệ lại vì tiên đạo mà rơi lệ.